Bueno, nhưng tôi muốn của nào nó rồi. Màu nào cũng đẹp nhỉ? Ừ. Đỏ đang tươi. Chào Hiền Hiền Nguyễn Thị Trần Cường, xin chào nha. Xin chào cả nhà. Chào Nguyễn Thị Anh, chào Phùng Khiêm. Nào đẩy video cho em nha. Còn ít ba lô túi xách em xả nốt nha. Chào chị Phương. Mọi người ơi, đẩy view lên cho em nào. Mọi người ơi, đẩy view lên cho em nha. Đẩy view lên cho em nào. Chanel Coco bao nhiêu? Chanel Coco size gì chị ơi? Size bao nhiêu Trần Hạnh ơi? Size bao nhiêu đây ạ? À? Chị ở đâu? Trần chị Ngọc Mai ơi, mình ở Vĩnh Phúc nhá. Chào Thu Hoàng. Nào, đẩy view lên, đẩy view lên. Chào Hà Quý nhá, đẩy view lên cho em nào. Đẩy view lên xem được bao nhiêu lượt chia sẻ nào. Bao nhiêu lượt chia sẻ và bấm theo dõi nào. Nào, xin chào mọi người, đẩy view lên cho em nhá. Cho ai lượt chia sẻ. Nhớ nhá, nhớ em chia sẻ. Chia sẻ trên trang cá nhân 5 lần và chia sẻ lên hội nhóm nhiều nhất nhá. Bán cho em cái túi nào. Làm lại cuộc đời, ok. Nào, đẩy view lên để tặng quà nào. Lâu rồi mới quay lại ba lô nào. Đẩy view lên cho em để tặng quà nào. Đẩy view lên để em tặng quà nào. Chào Loan Lê, hôm nay có mới không? Tặng em ba lô đi. Ok, đang tìm ba lô để tặng. Đẩy view lên cho em nào, nhanh lên nào. Còn một chiếc ba lô trơn này. Ba lô trơn đẹp này, còn một chiếc duy nhất này. Nam châm đẹp nhá. Dè ra thì quá dễ dặn, còn một chiếc để làm châm mini game nhá. Tên là gì chị ơi? Đây đây, dây đeo sách có vừa làm ba lô làm túi sách luôn nhá. Đây ạ. À. Nhanh lên nào, chào cô Nguyên. Đẩy view lên cho em nhá. Đẩy view lên nào. Đẩy view lên nào. Nhớ nhá, 500 lượt chia sẻ đã bắt đầu tặng quà rồi nào. Chia sẻ lên nào. Em còn một chiếc này để làm quà tặng luôn nhá. Còn một chiếc này làm quà tặng luôn. Chào Minh Ngọc nha. Nào, chia sẻ lên.
Đẩy view lên cho em nào, đẩy lên nha. Tám lượt rồi, thấy em không có thấy Kim Oanh nha. Cho cô xem cái ví có quay đi cháu. Ví có quay á. Quay bé nhà cháu cũng có rồi. Chỉ có quay này thì sợ. Có thích không? Bé quay còn cái này cô quên ạ. Bé quay còn mất cái này thôi. Chị ơi, rồi bao nhiêu vậy Bảo Vy ơi? Đang là quà tặng không đồng luôn nha, quà tặng không đồng. Nào, nhanh lên, chia sẻ và bấm theo dõi, chia sẻ và bấm theo dõi, chia sẻ và bấm theo dõi, chia sẻ và bấm theo dõi nào. Chia sẻ và bấm theo dõi mới được 52 lượt chia sẻ thôi nào. Nhưng bạn mới vào đâu ạ? Chia sẻ lên cho em nào, quà tặng nhanh lên nào, quà tặng luôn đi ạ. Cho đi chị có tên Lan ơi, chia sẻ lên chào Nguyễn Hoàng nha. Vừa ba lô vừa túi sách nào. Vừa đeo chéo vừa cầm tay luôn nào. Còn một chiếc thì bắt đầu tặng quà luôn nhá. Hàng này hết rồi, còn một chiếc duy nhất thôi. Nào đẩy view lên cho em, đẩy view lên nào. Đẩy view lên để tặng quà nào. Trời. Đẩy lên ạ, à, theo dõi rồi ạ, à, ok. Ok, ok, nào, nhanh lên nào, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Theo dõi rồi, ok. Theo dõi, chia sẻ lên, chia sẻ lên trang cá nhân mình 5 lần, chia sẻ lên hội nhóm nhiều nhất nào, nay mạng không lag đâu. Đúng rồi. Đẩy view lên cho em nha. Có ba lô rút không em ơi, chị Nguyễn Hoa ơi không ạ? À? Không có nha. Nào đẩy view lên, Thanh Ngọc chia sẻ đầy đủ rồi. Nhanh lên nào, em đang chào mọi người nào. Em đang chào mọi người để tặng quà nhá. Còn một chiếc duy nhất bắt đầu tặng này. Nhanh lên nào. Nhưng ai chưa làm đầy đủ thì tặng nào. Nhưng ai chưa làm đầy đủ thì tặng nào. Làm đầy đủ chưa để tặng ạ. Trắng chào Thuy Nguyên, làm là có lời chia sẻ rồi, ok. Nào nhanh lên giúp em nào, nhưng ai chưa chia sẻ thì chia sẻ nào, trong vòng 3 phút nữa. Nhưng ai chưa chia sẻ thì chia sẻ, nhưng ai chưa bấm theo dõi thì bấm theo dõi nào. Trong vòng 3 phút nhanh lên đẩy view lên cho em nào, đẩy view lên nha. Nhưng ai chưa chia sẻ thì chia sẻ nha, nhưng ai chưa bấm theo dõi nha. Nào nhanh lên giúp em nào. Rồi, chào Đoàn Tuyết, chào Đoàn Tuyết nhá, chào Quỳnh Thu. Quỳnh Thu, chị bước chị em đặt ba lô cho chị mà không thấy. Quỳnh Thu ơi, inbox nhá. Bấm, check luôn.
copy vào đây bấm máy tính không phải thế đây. Không phải mày chỉ cần mở cái màn hình trái này này, màn hình trái ra xong này để copy bài tải này xong nó sang bên là sang ấy luôn. Có máy này đúng không? Đây. Đấy, nó mở cái ô mới này. Đấy, mở trong cái mới này này. Thì là cái line mình vẫn đang chạy này. Mở cái mới không liên quan đến tí mình check sau. Đấy. Thì không cần phải ghi nhiều. Bao lâu cho bé học tiểu học rồi Nguyễn Thùy ạ? Nào, đẩy view lên cho em nào. Em đang kiểm tra được bao nhiêu lượt chia sẻ? 116 lượt chia sẻ rồi. Còn nhanh lên nào, còn những ai chia sẻ lên nào. Nào, nhanh lên giúp em nào. Mặc lát hay không mà lại đứng đơ thế, thấy không chị? Có thấy nha Ngọc Hương nha, chào Hà Ni nha. Ba lô đinh nhỏ đỏ bao nhiêu chị ơi? Ba lô đinh đỏ 120.000 miễn ship nha. Chào Đức Bình nào. Chia sẻ lên, chia sẻ lên, chia sẻ lên. Chào Thỏ Trắng nha, em nhận được hàng rồi nha. Chất lượng lắm, ok. Ok Hương Hoàng Mai nha. Ôi cho bé thôi. Nào nhanh lên đẩy view lên cho em, đẩy view lên, đẩy view lên để tặng quà nào. Đẩy view lên để tặng quà nha. Đẩy view lên để tặng quà nào. Tặng quà nha, chiều nay em mà lấy được hàng 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 bom nữa thì em còn xả còn rẻ nữa. Dành những khách hàng đặt cho sang đây rồi. Nhanh lên đẩy view lên, đẩy view lên, đẩy view lên Hà Ni. Hà Ni Balloding đúng không? Đẩy view lên cho em nào, đẩy view lên nào. Đẩy view lên để tặng quà đã, xong thích mua gì tớ bán luôn nha, có bán đấy. Nhưng mà đẩy view lên để tặng quà đã nào. Nhanh lên đẩy view lên cho em nào. Tặng quà đã nào. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chào anh Hồng nha. Rồi, chia sẻ lên, chia sẻ và bấm theo dõi lên, chia sẻ và bấm theo dõi lên. 500 lượt chia sẻ em được tặng quà luôn, được hơn 200 lượt chia sẻ rồi. Mong mọi người chia sẻ lên hội nhóm nhiều nhất giúp em nào, chia sẻ lên trang cá nhân nhiều nhất lên cho em nào. Chào Nguyễn Hằng. Chào ngân hàng nào, chia sẻ lên và bấm theo dõi, chia sẻ và bấm theo dõi nào. Chào Trần Hai. Hôm qua chị đâu nghỉ đấy. Chào Nấm luôn yêu anh, đoàn tên nào, đẩy lên view lên cho em, đẩy lên mà mãi không lên. Đủ nít nó lên, đủ nít lên, đủ lên cho em nào, đủ lên nào. Ba lô đinh này, ba lô đinh này 120 xích. Còn tầm 5 chiếc nữa, còn tầm 5 chiếc nữa thì bắt đầu xả nha. Có xả luôn đấy. Còn chiều nay mà xếp mở hàng là một lô hàng bom. À tối nay sau bắt đầu sang hàng mới. Đấy. Hàng bom toàn chất như thế này luôn này. Hàng bom toàn bộ là chất hàng Quảng Châu luôn. Hàng bom tối nay toàn bộ là chất Quảng Châu luôn. Tối nay nhá. Em mà lấy được về em không em xả cho xem. Toàn hàng bom luôn ấy, hàng Quảng Châu luôn. Toàn 250 mà mình bán quá rẻ mà vẫn còn bom này. Mỏi tay rồi. Đẩy view lên cho em nào, em đang chờ nào, đẩy view lên, nay mạng không lát thì đẩy lên cho em nào. Đẩy view lên nha. Nào, đẩy được chưa? Cho coi ba lô đinh nhỏ đi chị, rồi Honey ơi, có ba lô đinh nhỏ đây. Chia sẻ lên và bấm theo dõi nào, chia sẻ và bấm theo dõi, chia sẻ và bấm theo dõi nha. Đây ba lô đinh nhỏ đây em ơi. Đinh đây nha, 120 ship để lại cho số điện thoại nha. Bảo Vi ơi, mình lập Thạch Vĩnh Phúc nha. 120 miễn ship, 120 miễn ship, 120 miễn ship nha. Nhanh lên nào. Tặng quà xong bắt đầu là bán những chiếc mỏ màn nào. Đẩy view lên cho em nhé. Nào, chia sẻ lên và đẩy view lên cho em nào. 120.000 miễn ship. 120 miễn ship, 120 miễn ship, 120 miễn ship. 120 miễn ship nào. Ba lô đang mang này với giá 0 đồng, đang là quà tặng nhá. Bảo Vi ơi, đang là quà tặng 0 đồng nha. Đặt thì cho mình số điện thoại nhá. Đây rồi, đây rồi, ba lô đinh đây bạn ơi bạn. Đây ba lô đinh đây, Thảo Tini, ba lô đen trên kệ hàng trên cổng ba chị cho em xem. Ok, chào một tí nha. Ba lô to chào một tí nhá, ba lô to chào một tí, quà tặng 0 đồng miễn ship đã. Tặng mã xong mua. Tặng xong mua, tặng xong mua, em quyết định rồi, cứ tặng xong mới mua nhá. Không là các bạn lại bỏ em ngay, bảo là em không tặng lại ra ngay đấy. Nào, đẩy view lên cho em nào, đẩy view lên, đừng tụt nha. Nhớ điều kiện là bấm theo dõi và chia sẻ video trên độ công khai 5 lần nha. Bấm và chia sẻ nha, bấm và chia sẻ nha. Yến Ngọc, chị thấy em chưa chào, không trả lời em. Rồi, ok, chào các bộ nha, chào các bộ, chào Yến Ngọc nha.
Để view lên cho em nào. Rồi, Ngọc Thành chia sẻ rồi, cảm ơn bạn ạ. Để lên nhá, để lên nào để làm quà tặng nào. Chào Xuân Nguyễn. Xuân Nguyễn quà tặng đi rồi nha. Đẩy view lên nào, những ai chưa chia sẻ thì chia sẻ nào, tặng luôn rồi bán hàng đi chị. Ok Nga Nguyễn ơi, chắc muốn mua sản phẩm gì đúng không? Chờ em tí em tặng quà đã nào. Nhanh lên giúp em nào, nhanh lên đẩy view lên, 120 người em bắt đầu tặng quà. 120 người xem em bắt đầu tặng quà luôn nhá. Còn bao nhiêu, còn có 16 người nữa thôi, nhanh lên đẩy view lên nào. Đẩy nhanh lên cho em nào, nhanh lên giúp em nào. Đẩy nhanh lên là bằng cách chia sẻ chế độ công khai 5 lần, chia sẻ lên hội nhóm nhiều nhất, ưu tiên nha, chia sẻ cho hội nhóm nhiều nhất nha. Và quan trọng nhất là phải bấm theo dõi, nhanh lên giúp em nào, nhanh lên giúp em nào, nhanh lên nào, lâu quá chị ơi, mới được mấy phút thôi mà. Mới được có 5 phút, 3 phút, nào, đẩy lên chưa, nhanh lên nào, trong vòng 1 phút, ai chưa bấm theo dõi, ai chưa chia sẻ thì chia sẻ nào, trong vòng 1 phút, ai chưa bấm theo dõi thì chia theo dõi nào. Nguyễn Hằng á, cái đấy do bưu điện thôi, do bưu điện nhá. Không biết hôm qua có một cái đơn Nguyễn Hằng, không biết có phải của bạn không, nhưng mà thấy tự nhiên lại bị hoàn ấy. Không hiểu sao. Nào, đẩy view lên, đẩy view lên, đẩy view lên. Rồi, bán hàng trước đi xong tặng. Lâm Ly thích mẫu gì đây ạ? Nhanh lên nào, lên 94 người xem rồi trong vòng 30 giây. Những ai chưa theo dõi thì theo dõi, những ai chưa chia sẻ thì chia sẻ, bắt đầu chơi nha. Luật chơi nhà em đó là số điện thoại cách câu nói luôn nhá. Số điện thoại cách câu nói nên là ai chơi rồi thì biết nha. Chia sẻ và bấm theo dõi, chia sẻ và bấm theo dõi, chia sẻ và bấm theo dõi nào. Chia sẻ lên trang cá nhân ít nhất là 5 lần, chia sẻ lên hội nhóm nhiều nhất nào, ưu tiên nha, chia sẻ hội nhóm nhiều nhất. Bắt đầu tặng nha. Nhanh lên nào, đẩy view lên. Tặng đi chị, rồi tặng rồi. Cảm ơn đã chục lần chia sẻ rồi, ok, đẩy view lên cho em nào. Nhanh lên giúp em, nhanh lên nào. Mọi người ơi, chia sẻ lên, cứ tập tóm mãi. Được bao nhiêu lượt chia sẻ cho biết? 319 lượt chia sẻ rồi, sắp rồi, nhanh lên. Còn những ai chưa chia sẻ mới vào ơi, chia sẻ đi. Những ai chưa chia sẻ thì chia sẻ nào. Bốc đi chị ơi, Lovely ơi, cái này không bốc nha. Cái này bốc làm sao được, lâu lắm. Cái này tặng luôn. Tặng luôn, tặng luôn, tặng luôn, tặng luôn. Hằng Đặng. Rồi, chào Hằng Đặng nha. Nào, được chưa, được chưa? Đã ai chia sẻ rồi khi chưa có cho em nào? Ai đã chia sẻ và làm đầy đủ các bước khi chưa có cho em nào? Nhưng ai đã chia sẻ và làm đầy đủ các bước, chia sẻ và làm đầy đủ các bước là khi chưa có cho em nào? Nhanh lên cho em nào, nhanh lên nào. Rồi, đẩy lên, đẩy lên. Nhưng ai chưa chia sẻ là chia sẻ đi, nhưng ai chưa theo dõi thì theo dõi nào. Nhanh lên giúp em nào, nhanh lên giúp em nào. Nhưng ai chưa chia sẻ đi nào. Nhưng ai mới vào thì chia sẻ lên giúp em nào. Nhưng ai mới vào chia sẻ lên cho em nào. Nhưng ai chưa chia sẻ nha. Nhưng ai làm đầy đủ rồi khi chưa có giúp em nào. Nhớ phải bấm theo dõi nha. Mới có 3 bạn bấm theo dõi thôi, tương đương là quà tặng sẽ nhường cho người khác nha. Mới có 3 bạn nha, mới có 3 bạn, mới có 3 bạn nha. Mới có 3 bạn nha. 3 bạn mới bấm theo dõi, còn những bạn khác đầy đủ hết chưa ạ? Nhanh lên nào, quà tặng đây, quà tặng đây, quà tặng không đồng đây. Rồi, nhìn thấy hết rồi à, nào, đẩy view lên được chưa ạ? Nhanh lên nào. Hết nha, 30 giây hết rồi nha, bắt đầu tặng nha. Còn ai nào, còn những ai chưa làm đầy đủ thì làm đầy đủ nào. Nào, những ai chưa làm đầy đủ thì làm đầy đủ nào. Nhanh lên giúp em nha, nhanh lên giúp em nha. 432 sẻ rồi. Được chưa? Nào, những ai làm đầy đủ rồi ạ? Những ai làm đầy đủ rồi nào? Những ai làm đầy đủ rồi nào? Đẩy view lên cho em nào. Lại tụt rồi. Đang được 100 bao nhiêu lại tụt mất rồi. 130 nhiêu người xem lại tụt mất rồi. Đẩy view lên cho em nào. Được chưa? Có rồi, làm đầy đủ rồi, rồi nào. Đợi chút, Vân Cẩm mới vào đúng không? Nhớ nhá, phải chia sẻ và bấm theo dõi nhá. Không như hôm qua có mấy bạn là mới vào, các bạn em mới vào nhưng mà không được. Đã chơi là phải có luật rồi, chia sẻ và bấm theo dõi. Trúng game rồi mới chia sẻ là bị hủy đấy nhá. Trúng game mới chia sẻ là bị hủy đấy nhá. Nhà em là cái trúng game mới chia sẻ là bị hủy đấy ạ. Được chưa nào? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Không chơi tụt view rồi, kệ tụt view luôn, kệ tụt view nha. Nào, đẩy view lên, đẩy view lên. Người vào, người ra, kệ như đi chợ mà. Mình đang bán hàng cũng như đang đi chợ luôn nha. Đẩy view lên nào. Rồi, bắt đầu nha. Bắt đầu chơi nào. 30 giây ai
chị bấm theo dõi nào. Những ai chưa chia sẻ nào, mới có 6 bạn thôi, 6 bạn bấm theo dõi thôi. Nên khả năng quà tặng sẽ dành cho người khác nha. Nha. Nhớ nha, nhà em mà cứ chúng rồi bắt đầu mới chia sẻ làm ỉ ủy luôn nha. Bắt đầu chơi nha. Bắt đầu chơi, bắt đầu chơi, bắt đầu chơi rồi. Nào, bắt đầu chơi nha. Số điện thoại cách 3 lô đỏ 0 đồng. Số điện thoại cách 3 lô đỏ 0 đồng. 0 đồng nhanh lên nào, số điện thoại khách cách 3 lô đỏ 0 đồng. Nào, số điện thoại cách 3 lô đỏ 0 đồng dành cho ai đây ạ? 0 đồng nhanh lên nào. Đẩy view lên. 3 lô đỏ 0 đồng. Số điện thoại cách 3 lô đỏ 0 đồng. Kim Anh viết sai. Số điện thoại cách 3 lô đỏ 0 đồng. À, Hương Nguyễn không có dấu, 3 lô đỏ 0 đồng. Nào. Là cái này viết đúng gì nhỉ? Ba lô không dấu. Ba này không có dấu. Ba này không có dấu. Bà Lê A Thị Mỹ Huyền, ba lô đỏ 0 đồng. Ba lô đỏ 0 đồng. Không có dấu. Giang Trần, ba lô đỏ 0 đồng, không có dấu. Hương Nguyễn, ba lô đỏ 0 đồng. Kiểm tra Hương Nguyễn. Kiểm tra Hương Nguyễn nha, mấy bà không có dấu đây kiểm tra lại nha. Nào, đẩy view lên kiểm tra Hương Nguyễn giúp chị nhé. Đẩy lên nào. Không bấm theo dõi, không chia sẻ. Đấy, thấy chưa? Em kiểm tra người dưới của bạn Nguyễn Hương nha. Kiểm tra người dưới của Nguyễn Hương đó là ba lô đỏ. Đây rồi, ba lô đỏ 0 đồng. Phi Yến. Phi Yến, ba lô kia là ba lô không được. Viết đầy đủ dấu đi, viết đầy đủ dấu đi. Quỳnh Thu. Quỳnh Thu kiểm tra Quỳnh Thu nha. Viết đầy đủ nha, viết đầy đủ nha. Ba lô đỏ 0 đồng. Mới vào à? Không được luôn. Không được, không được rồi. Ba lô đỏ không phải biết tắt đi Thế Dương nha. Ba lô đỏ không được, ba lô đỏ 0 đồng. Giang Trần. Kiểm tra Giang Trần nha. Kiểm tra Giang Trần, kiểm tra Giang Trần nha. Bạn bè rồi à, bạn bè rồi. Chia sẻ 2 phút trước được 5 lần không ạ? Nào, đẩy view lên, đẩy view lên, đẩy view lên, đẩy view lên, đẩy view lên. Chia sẻ 3 lần hủy luôn tài trận. Chơi lại nha, bỏ ghim gọi đấy đi, chơi lại nào. Chơi lại ba lô đỏ không đồng nào. Thứ nhất này viết không có dấu này, thứ hai không chia sẻ, không kết bạn luôn hai bạn vừa nãy. Và bạn thứ ba là bạn Giang Trần mà chia sẻ được có 3 lượt thôi. Mới có 3 lượt thôi, không được nha, em phải chia sẻ lên trên trang cá nhân ít nhất là 5 lần. Và bấm theo dõi và chia sẻ lên hội nhóm nhiều nhất nào. Chơi lại nha. Chơi lại, chơi lại, chơi lại nha, chơi lại nha. Chơi lại nha, dành cho người khác luôn, chơi lại luôn dành cho người khác. Số điện thoại cách ba lô quà tặng 0 đồng. Số điện thoại cách ba lô quà tặng 0 đồng. Nhanh lên nào, số điện thoại cách ba lô quà tặng 0 đồng. Ai comment nhanh nào? Nhanh lên nào, đẩy view lên cho em. Đẩy view lên. Nhanh lên cho em nào, nhanh lên ba lô quà tặng 0 đồng. 0 đồng dành cho ai đây ạ? Ba lô quà tặng 0 đồng, không biết cách ra à, Phong Lan không được, ba lô đỏ không được, vẫn là từ trước. Ba lô quà tặng Thúy Trung này không có dấu. Ba lô quà tặng 0 đồng. Ba lô quà tặng 0 đồng, Nga Nguyễn. Viết đủ chữ gì nhỉ? Rồi đang kiểm tra Nga Nguyễn nha. Em đang kiểm tra Nga Nguyễn. Đẩy view lên cho em nào, đẩy view lên để bắt đầu quà tặng tiếp nào. Đẩy view lên, đẩy view lên, đẩy view lên. Hả? Biết rồi. Nga Nguyễn rồi, ghim rồi mà. Đấy, Nga Nguyễn đấy. Nào, chia sẻ lên và bấm theo dõi. Chia sẻ và bấm theo dõi. Quà tặng 0 đồng còn rất nhiều. Đang kiểm tra Nga Nguyễn nhé. Chúng mini game rồi mới chia sẻ là cũng bị hủy luôn nhá. Có bấm theo dõi nào, có chia sẻ 4 phút trước. Đang kiểm tra xem mấy lượt nhá. Nhanh lên nào, đẩy view lên cho em để em kiếm quà tặng thêm nào. Đây nha, nay tặng luôn 3 chiếc nha, tặng luôn 3 chiếc LV luôn. Nào, mẫu LV quà tặng luôn. Được rồi nha. Được rồi ạ. Bạn Nga Nguyễn inbox cho mình địa chỉ và số điện thoại nha. Inbox cho mình địa chỉ và số điện thoại nha. Quà tặng cho bạn nha. Nhanh lên nào, tặng tiếp theo nào. Tặng tiếp theo. Nga Nguyễn inbox địa chỉ và số điện thoại nha. Nhớ là những ai trúng thì bắt đầu mới được. Em bảo là cho inbox số điện thoại địa chỉ mà nói là trúng nha. Nhiều bạn là vu vơ lắm, mệt lắm nha. Nào, chiếc này dành cho ai nữa? Chia sẻ lên, chia sẻ bấm theo dõi lên. Không đồng, không đồng, chia sẻ lên. Chia sẻ lên giúp em nào. Chia sẻ lên, nhớ là chia sẻ trên độ công khai 5 lần. Chia sẻ lên hội nhóm nhiều nhất nha. Kiếm 3 lần. Rồi, nhanh lên nào. Ba lô này dành cho ai?
anh 5 lần, chia sẻ lên hội nhóm 5 lần ạ. Ít nhất là 5 lần và bấm theo dõi, quan trọng là bấm theo dõi đẩy 150 view lên ạ. 150 bắt đầu là quà tặng tiếp nào. Đẩy 150 view lên nào, bắt đầu tặng nào. Chào Ngọc Tú Bùi, chào nhỏ Ngân nha, chào Mỹ Hạnh. Rồi, nhanh lên đẩy view lên, 150 người xem cái em lại tặng tiếp nào. Đừng để tụt view nha. Nhớ nhá, những ai chưa theo dõi thì theo dõi đi, những ai chưa chia sẻ đi. Không là lại bị hủy quà, rất là tiếc luôn như ba bạn vừa nãy nha, mãi được một bạn chúng nha. Đẩy view lên 150 người xem cái bắt đầu tặng tiếp nào. Ba lô LV Mos này với giá không đồng luôn. Nhớ là hàng khóa đồng luôn nha. Hàng khóa đồng ạ, hàng khóa đồng nha. Mẫu LV hàng khóa đồng luôn. Đừng để tụt view nào. Không bằng đấy nào. Rồi, chia sẻ và bấm theo dõi, chia sẻ và bấm theo dõi, chia sẻ và bấm theo dõi nào. Nhanh lên, những ai chưa theo dõi thì theo dõi, những ai chưa chia sẻ thì chia sẻ lên nào. Giúp em là 150 người xem cái bắt đầu tặng tiếp nào. 150 người xem bắt đầu tặng tiếp nào. Nhanh lên không là để xả hàng nào. Nhanh lên không em xả hàng nha. Mạng nào đây. Cái nào tụi phim nhanh đi. Nào, đẩy lên, chia sẻ và theo dõi rồi, ok. Đẩy view lên, chơi tiếp đi, có chơi luôn, quà tặng bên đây nha. Nhanh lên nào, đẩy view lên cho em nào. Đẩy view lên, đừng để tụt view nha. Mọi người có nhìn thấy em không ạ? À? Có nhìn thấy em không hay là bị mạng lag rồi ạ? À? Có nhìn thấy em không ạ? À? Nào, nhanh lên cho em nào, nhanh lên nào, giá bao nhiêu? Ba lô này bán với giá 120.000 miễn ship. Chỉ có hai chiếc duy nhất đang chơi video game nha. 120 miễn ship, số điện thoại cách 120, số điện thoại cách 120. Ai lấy mẫu LV thì 120 miễn ship. Nhanh lên nào. Trời ơi, đi làm đâu mới có 12 rưỡi. Ai bảo bà đi làm 12 rưỡi. Số điện thoại cách 120, số điện thoại cách 120. Nào, 120.000 miễn ship, 120 miễn ship. Nhanh lên nào để có xả hàng bom nào. 120 miễn ship nào, số điện thoại cách 120 miễn ship. Đẹp thế mà không thấy thì thấy ai. Nào, số điện thoại cách 120 miễn ship. Ai lấy cho em số điện thoại nào. Số điện thoại cách 120 miễn ship là bán với giá 120.000 miễn ship, chỉ có hai chiếc thôi, có những thanh niên ạ, quê nha. Nào, số điện thoại cách 120 miễn ship nào. Dành cho ai ạ? À? Dành cho ai bấm nhanh nhất nào, chỉ có hai chiếc thôi, 120.000 miễn ship. Nhanh lên nào, đẩy view lên cho em, đẩy view lên để quà tặng tiếp nào. Thúy Phạm ơi, chả bịp cái gì cả, bạn không chơi bạn ra thôi, không bịp một cái gì luôn nha. Quà tặng tặng rồi nha, tuột rồi kệ. Nào, đẩy view lên cho em nào. Rồi, nhỏ Ngân lấy một chiếc nào. Con ai lấy không ạ? 120.000 miễn ship, 120.000 miễn ship, chỉ có hai chiếc LV thôi ạ. Hàng khóa đầu số thoại cách 120 miễn ship rồi, Yến Ngọc hết nha. Nào, bắt đầu xả hàng bom này. Xả hàng bom nha. Em bắt đầu xả hàng bom, chào mọi người, đẩy view lên cho em nha. Đẩy view lên cho em nha. Rồi, Thảo Nhi một chiếc nào. Con ai không ạ? Ba chiếc. Nào, mẫu này ạ, 130.000 miễn ship, 130 miễn ship, 130 miễn ship. Vừa đeo ba lô được, vừa đeo chéo được nha. Vừa đeo ba lô được này, đeo chéo được này. 130.000 miễn ship, chỉ có hai chiếc duy nhất. Có hai chiếc duy nhất, không có nhiều nha. Chỉ hai chiếc duy nhất thôi ạ. Ai lấy cho em số điện thoại nào, số điện thoại. Số điện thoại cách 130, số điện thoại cách 130 nè. Ba lô chuông ở nhầm mẫu này. Chuông bé. 130 miễn ship, 130 miễn ship. 130.000 miễn ship, 130.000 miễn ship, 130 miễn ship nào. Vừa làm ba lô vừa làm đeo chéo luôn nào. 130 miễn ship, ai lấy không ạ? Số điện thoại cách 130. Rồi, Huy Yến Ngọc chốt cho bạn dưới này này. Huy Yến Ngọc, Hồ Thị Ngọc Thành này. Nào, nhanh lên đẩy view lên cho em để em quà tặng nào. Đẩy view lên, vui lòng đẩy view lên cho em nào. 150 người xem lại tặng quà tiếp nào. Đây nha, mẫu này mẫu xả nha. Nào, nhanh lên nào, 130.000 miễn ship, 130 miễn ship, 130 miễn ship nha. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cho em coi giỏ sách giờ neo. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ơi, hàng gửi cho em rồi đó, sao vẫn chưa nhận được ạ? À? Chị thấy gửi hàng rồi và bill vẫn còn ở kia này, bill với theo vẫn còn kia nha.
Cho em con màu đen ok Vũ Hồng Hạnh ơi, 130 miếng ship nào. Có hai chiếc hàng bom nha, khách đặt đi không lấy nào. Khách đặt không lấy, da quá dày luôn, vừa đeo ba lô làm túi sách luôn nhá. 130 miếng ship, 130 miếng ship nha. Trong đó vải gió chống mưa nha. Vải gió chống mưa có một ngăn phụ này. Vải gió chống mưa có một ngăn phụ nhá. Ngoài này là bằng khóa nha, khóa có chuông tạo một móc treo nha. 130 miếng ship chỉ có bao nhiêu, có hai chiếc thôi, không có nhiều. Đây, 130 miếng ship nào. Chỉ hai chiếc duy nhất, ai lấy trên số điện thoại nào? Ai lấy trên số điện thoại nào? Số thoại cách 130, số thoại cách 130 nào. 130 miếng ship, 130 miếng ship. Bấm mở tin nhắn của bạn Ánh Nguyệt ra tí nữa check cho bạn này. Đây này, Ánh Nguyệt có nhá, Ánh Nguyệt có bưu điện đi, có bưu điện chưa thấy em nhận nhá. Em không nhận là hàng nó về đấy nhá. 130 miếng ship, 130 miếng ship nào, số điện thoại cách 130 nào. Số điện thoại cách 130, số điện thoại cách 130. Ba lô màu đỏ như chị Kim Yến ơi, 130 miếng ship nha. Đây Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đây. Đi hàng từ mùng 8 tháng 3 nha. Đây tí chị check cho em nha. 130 miếng ship, 130 miếng ship, nhanh lên đẩy lên cho em nào. Đẩy view lên, đẩy view lên. Em chỉ cần vâng cho số. Vũ Hồng Hạnh cho mình số điện thoại nha. Ok, một chiếc đã hết. Con màu đỏ ai lấy không ạ? Nào, bắt đầu chơi mini game, đẩy view lên cho em nào, đẩy view lên chờ mọi người nhá. Không thấy em à? Có thấy chứ. Rồi. Vũ Thị Ngọc Thành lấy một cái 120.000 miếng ship rồi nha. Nào bắt đầu quà tặng nào. Quà tặng nào, đẩy view lên. Nào, tặng quà miếng ship tặng quà thôi nào. Tặng quà không đồng, tặng quà không đồng nào. Đẩy view lên cho em nào. Rồi Vũ Hồng Hạnh rồi nào. Nào. Diệp Nguyễn vừa gửi cho bạn ạ. Gửi rồi nhá. Diệp Nguyễn gửi rồi mà, gửi cho anh bưu điện được trang phép đấy. Nào. Quà tặng dành cho ai đẩy view lên được 150 người xem nào. 150 150 150 nào. 150 lên cho em nào. Nhanh lên nào, nhanh lên giúp em nào, nhanh lên nào. Nhanh lên để bắt đầu chơi nhá, nhanh lên để bắt đầu chơi nào. Quà tặng không đồng, quà tặng không đồng, đẩy lên view 150 người xem nào. Nhanh lên nào. Vừa nãy có một bạn trúng rồi nha. Chia sẻ và bấm theo dõi, chia sẻ và bấm theo dõi và đẩy view lên cho em nha. Nhanh lên, không đẩy view được lên à, không đẩy được view được lên là em bắt đầu bán hàng bây giờ đấy. Đạo. Chắc trêu. Đây chị ấy cho. Nào đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên cho em nào, đẩy lên cho em nào. Vũ Hồng Hạnh rồi nè. Nào, tụt view của em rồi mọi người ơi. Mạng lag không mà tụt rồi đấy. Ủa sao không có 5 người xem. Rồi, mọi người ơi, còn nhìn thấy em không ạ? Còn nhìn thấy không? Còn nhìn thấy em không ạ? Con nhìn thấy không ạ? Có con nhìn thấy không ạ? Mang em là quay đơ rồi. Nhỏ Ngân lấy món nào đây ạ? Nào bây giờ xả tiếp nha. Mẫu ba lô Hàn Quốc xả tiếp nha. 150.000 miếng ship. 150 miếng ship, 150 miếng ship. Không biết là mọi người nhìn thấy em không, thì nhưng mà em lại quay đơ rồi. 150.000 miếng ship. Còn bao nhiêu? Còn 3 chiếc đỏ, 5 chiếc đen. 3 đỏ, 5 đen nào. Đẩy view lên cho em nào, đẩy view lên nào. 150 miếng ship, số điện thoại cách 150 miếng ship. Da dày luôn nha. Nhà em bán cái này, em quảng cáo luôn cái đấy nha. Chất là quá dày luôn ạ. Đeo ba lô được, xách được nha. Size này size to nha. Size này size hơn 20 nha. Size này là size hơn 20 nha. Ai lấy cho em số điện thoại cách nè. Số điện thoại cách 150. 150 miễn ship về tận nhà luôn nha. 150 miễn ship về tận nhà luôn. 150.000. 150.000 miễn ship về tận nhà luôn. 150.000 miễn ship về tận nhà luôn. Số điện thoại cách 150. Số điện thoại cách 150. Phạm Hương ơi, lấy ba lô nào đi ạ. 150, 150 nào. Số điện thoại cách 150. Ba lô nè.
hả? 150.000 miết ship về tận nhà luôn. Ba lô chất giày dặn đeo ba lô được, sách cũng được nha. Đeo cũng được mà sách cũng được luôn nhá. Đeo cũng được, sách cũng được, tặng một móc treo chìa khóa này. Tặng một móc treo chìa khóa 150.000 miễn ship, 150 miễn ship nè. 150 miễn ship rồi. Phạm Hương lấy một chiếc màu đen nè. Con ai lấy được không ạ? Con ai lấy mẫu nào đen không ạ? Còn mỗi thứ còn 3 chiếc nào. Số điện thoại cách 150 nè. Nhớ nhá, số điện thoại cách một mã 150 nè. 150 miễn ship về tận nhà luôn nhá. Ai lấy thì cho em số điện thoại nào. Ai lấy cho em số điện thoại nào. Có ai lấy không ạ? Ai lấy cho em số điện thoại nào? Ba lô đinh đen, có luôn ba lô đinh đen nha. Có ai lấy không ạ? 150.000 miễn ship, 150 miễn ship. Có ba lô LV không chị ơi? Bảo ơn còn một chiếc nha. 150 miễn ship ở đây, 120 không mua mua, 150 hả chị? Bạn ơi, có cái 120, size to, size nhỏ khác nhau bạn nha. Có size to, size nhỏ. Chúc Mai Nguyên nha. Nào, còn ba lô LV ạ. Còn một chiếc ba lô LV nè. Một chiếc ba lô LV 120.000 miễn ship. 120 miễn ship, 120 miễn ship nha. 120 miễn ship nha. Còn một chiếc nha. Còn một chiếc, còn một chiếc, còn một chiếc. Còn một chiếc nha Bảo Ngân nha. 120.000 miễn ship. Nào, size to này 150.000 miễn ship có lấy không ạ? Còn lần này chiếc nữa nè. Còn 5 chiếc, còn 5 chiếc. Số điện thoại cách 150 nè. Hoa lấp đi màu đen cho mình số điện thoại nào. Hoa lấp đi cho mình một số điện thoại nào. Có ba lô đinh đen nhỏ nhỏ đáng sao luôn nha. Có thể anh Vân mang ra lấy đơn cho mình đi nha. Có thể anh Vân mang ra lấy hàng cho mình đi nha. Nào, 150.000 miễn ship còn ai lấy không ạ? Miễn ship về tận nhà luôn nha. Miễn ship về tận nhà nha. Nào, ba lô mình đen, hoa lấp đi chị, hoa lấp đi cho số điện thoại này. Hai chiếc. Mấy bạn gì vừa nãy? Đây nha, ba lô đinh đen 120.000 miễn ship. Chỉ trong ngày hôm nay xả hàng để tối nay lấy hàng mới nhá. Xả hàng để lấy hàng mới nhá. 120.000 miễn ship luôn ạ. 120 miễn ship nhá. Có thấy Hương Hoàng Mai nhá. Chết rồi. Xóa con Trúc Mai. Nào, đẩy view lên cho em 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 nào. Đẩy view lên cho em nào, đẩy view lên nào, đẩy view lên nào, đẩy view lên nào. LV ý, ba lô LV mà. Em ơi, ba lô LV chỉ còn một chiếc này. LV còn một chiếc, 120.000 miễn ship luôn nhá. 120.000 miễn ship. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt lấy đơn cho chị ngoài kia xong thì chị vừa gửi thêm nha em nha. Vì là đơn của em từ mùng 8 tháng 3 chưa lấy nha. Ba lô đó vừa A40. Vừa A4 là bạn bé nhà chị học lớp mấy ạ? Rồi view lên rồi kìa. Nào, ba lô mini đỉnh. Phạm Tuyên ơi lấy cho em số điện thoại nha. Phạm Tuyên nha, 120.000 miễn ship. Rồi ba lô trên đầu có chữ hả? Rồi Monte có luôn nha, Monte nè. 120.000 miễn ship nè, 120 miễn ship nha. Ai lấy cho em nào, chốt cho em nha. Mã này là mã Hàn Quốc to nha. Còn size Hàn Quốc nhỏ nha em, hết rồi. Size nhỏ hết rồi nha. Cái này là size to nha. Size to đây ạ, size to nha. Size to là 150 miễn ship nha. Có Classic Ánh Dương nha, 150 miễn ship nè. Có ai lấy không ạ? Hoàng Mến, ship Vĩnh Phúc bao giờ về là thế nào nhỉ? Nào, đây ạ, size nhỏ là 120.000 miễn ship nhá. Chỉ còn mấy chiếc thôi ạ, còn size này là 150.000 miễn ship nha. Ai lấy để lại số điện thoại cho em nào, số điện thoại cùng mã cho em nào. Mã Hàn Quốc là số điện thoại cách mã Hàn Quốc 150 miễn ship có bao nhiêu ạ? Có 4 chiếc nữa thôi. Có thấy không Hoàng Mai nào, còn đây size nhỏ nha. Nhanh lên, Vĩnh Phúc là em ở Vĩnh Phúc luôn Hoàng Mến ơi. Trong 2 ngày nha. Size, Bảo Ngân ơi, size là về đi size 20 bạn ơi. Nào, chuyển sang ba lô to nha. Em chuyển sang mẫu ba lô to nha. Ba lô mắt này, ba lô mắt này, ba lô mắt 170.000 miễn ship. 170 miễn ship, 170 miễn ship. 170 miễn ship nha. Mẫu mắt này 170 miễn ship ạ. Đây Monte ơi.
Monte nha, vải gió nhà em luôn nha, 170.000 miễn ship nha. Mẫu Monte to đây ạ. À, nhỏ ngân cho cha quà tặng của em đâu chị là nào. Đùa à. Đây mẫu A4 nè. Mẫu A4 vải gió luôn nhá. Hàng nhà em là hàng vải gió chống mưa luôn nhá, vải gió chống mưa luôn nè. 170.000 miễn ship. 170 miễn ship nha, số điện thoại cách 170 cho em nha. Số điện thoại cách 170 nha. Số điện thoại cách 170 nè. Nhưng bây giờ làm lại lại kia đường nha. Rồi, Hoàng Mến lấy là V. Đó cho Hoàng Mến nhá. À. Nhung ạ. Nhà rộng nhờ làm đẹp để ai giờ. Đã biết chơi thân kiểu gì mà đi người ta xây nhà nó cũng chả bao giờ biết nhà người ta đây. Thế bây giờ vào đây. Nào, 170 miễn ship về tận nhà luôn. Bán hàng. Chủ đề quà tặng em ơi, tự nhiên nhảy vào có quà có, tự nhiên em nhảy vào em bảo là quà của em đâu, tự nhiên nhảy vào thế là thế nào. Sao mà chủ đề quà tặng là tặng rồi, còn đẩy view được lên cho mình thì mình lại tặng quà tiếp nha. Có thấy nha, Hương Hoàng Mai, ba lô này à, ba lô này 170.000 miễn ship về tận nhà luôn, có ai lấy không ạ? Rồi xem cái xanh rêu còn một chiếc này. Hàng Quảng Châu luôn nhá. 170 miễn ship luôn. Hàng Quảng Châu tem mát đầy đủ quay xa và vải gió nhá. Vải dù luôn ạ. À. 170 miễn ship màu rêu nha Đinh Vi Thị nha. Hoàng Mến ship luôn cho em nha. Ok, Hoàng Mến nhá. À, Hồng Mến. Vải dù này có ngăn phụ ở trong này, vải dù toàn bộ luôn nhá. Vải dù Hàng Quảng Châu đây ạ. À. 170 miễn ship nha. 170 miễn ship ạ. À. Rồi chơi mini game, có chơi mini game. Nào, có ai lấy mẫu này không ạ? À? Có ai lấy mẫu vải dù không ạ? À? Không ai lấy mẫu vải dù em chuyển sang mẫu khác nha. Không ai lấy mẫu vải dù ạ? À? Monte nào vải dù nào? Lên lên lên. Uống nước thì vào uống nước đi. Cùng vào xem bán hàng nào. Chị lên trả chưa? Rồi lên rồi. Giao hàng xong rồi á? Xong rồi. Đến chị mang cho ít tư chị cho xốp mà. Nhé. Giờ này chị nhớ kém quang này. Là xong cuối cùng xin được mấy cái đấy trong cuối cùng trả đốt. Sao để xin được mấy cái đấy là trả đốt này? Quên. Khóa người ta 4 ngày nó vẫn chết. 3 ngày thì sao không đốt? Quên. Không phải. Cái xanh chị cầm vừa nãy lên Phương Thanh ơi, 170.000 miễn ship nha. 170 miễn ship, người đấy là Quảng Châu ạ. À. Đây ạ, à, mẫu này mẫu đen chân không này, nhớ nhà em là phải dù luôn nhá. Nhà em phải dù khóa đồng nhá, chứ không phải hàng rẻ tiền đâu ạ. À. Không phải hàng rẻ tiền đâu nhá, khóa đồng, phải dù khóa đồng, 170 miễn ship này. Mẫu này mẫu nhà mẫu môi này, mẫu này mẫu đen chân này. Mẫu đen chân vào đây là mẫu môi nhá. 170 miễn ship nha. 170 miễn ship nha. Lấy cho em số điện thoại nào, số điện thoại cách nào, số điện thoại cách nào, số điện thoại cách mẫu nào, số điện thoại cách mẫu. Mẫu môi lấy này, mẫu đen trơn lấy này. Khóa đồng luôn nha. May rất cẩn thận, trong là bằng vải dù nha. Toàn bộ là khóa đồng ạ. 170 miễn ship nha. Đây ạ, à, một ngăn chính, một ngăn phụ nha. 170 miễn ship. Chào Tân Nhung Ký. Vào thì vào, không khó không nhìn. Ôi mệt quá. Ai đấy? Dạ. Ai đấy? Chị về đây. Con chưa cần rồi à? Nấu mắt. Nhục qua thôi. Chị, có cái kiểu gì? Mật khẩu cái kiểu. Mật khẩu cái này. Nó lại live stream à? Ừ. Thế tối ra live quần áo cho em cái. Rốt ráng người mâu thế kia thì chết. Con điên. Ai còn live quần áo cho cái bọn đâu đâu. Chả thấy live quần áo cho em gì cả. Cái tao? Cái ba lô đen. Chị đang lấy hàng nữa. Hàng ba cả. Nào, đẩy view lên cho em nào. Có ai đẩy mới thì chờ bảo em nhá. Em về luôn đây. Ơ, làm gì đấy? Nè, có cái áo em đặt chị không? Áo nó đây rồi. Áo đấy hôm nay trăm đấy. 400 mẹ nhà nó đại gia không phải lo. Mẫu xe à? Ờ, nhưng mà có không? Cứ lấy hết đi. Đâu đâu, có đây đâu. Chị vừa lấy là phải treo. Ờ, nhá. Vừa về đến đây ạ. Có những màu gì đây? Ờ, tối em làm.
phải ra lông công rẻ tiền đâu nha. Mày xem khách đọc và đọc những cái gì đấy xong mày bán mang hàng xuống cho mày. Chứ đọc thì biết giá tiền cho em xem. Đừng có đọc to lên đâu con này. Mẫu này ạ, 170.000 miếng ship, 170 miếng ship, 170 miếng ship ạ. 170 miếng ship còn mỗi thứ còn một chiếc ạ. Mỗi một thứ một chiếc còn mỗi thứ một chiếc nào, xả đi nào. Em xả cho nó hết nào. Ba lô gấu loại nào ạ? Ba lô gấu đấy là 130.000 miếng ship nha. Diệp Nguyễn nha. Lấy để chị chốt nào. Rồi, có luôn. Mẫu này à, 170 miếng ship, 170 miếng ship tặng một con gấu nào. Miếng ship về tận nhà luôn nha. 170 nha, ai thực sự lấy cho em số điện thoại nha. Nguyễn Thị Mơ ơi, inbox cho mình xem hàng đi chưa nha. Inbox cho mình để xem hàng đi chưa nha. Ba lô gấu chất da. Đây ạ, 170.000 miếng ship về tận nhà luôn ạ. Không là em chuyển mẫu nha. Hoàng Mến. Mai à, chiều Hoàng đi mà. À Hồng Mến. Nhầm tên bạn mình. Lúc nào Hoàng Mến mấy. Bạn mình tên Hoàng Mến. Rồi chào Nguyễn Văn. Có Gia Gia không ạ? Gia Gia là ba lô hay túi bên ơi. Túi trống có không chị? Luận Nguyễn Luyện Nguyễn có nha. Túi trống là về nhà em đây ạ. Túi trống là về 199.000 miếng ship về tận nhà luôn. Em so sánh túi trống nhà em với túi trống nhà khác nha. Thứ nhất này. Khánh Chi ơi, khách hỏi là ba lô gấu này bạn nhá. Đằng sau ba lô gấu này chứ không phải ba lô to tôi đang đeo bạn nhá. Đây ạ, mẫu này ạ, mẫu này là 199.000 miếng ship nha. Hàng hai khóa có vải dù luôn nha. Vải dù trong có một ngăn phụ luôn nha. Vải dù và trong một ngăn phụ này. May xuyên qua đế này. Đây ạ. Đây nha. May xuyên qua đế này, dưới có đinh tán này. 199.000 miếng ship nha. 199 miếng ship nha. Đây ạ. 199 miếng ship, 199 miếng ship, 199 miếng ship nào. 199 miếng ship nha. Ai lấy cho em số bạn nào? Size này là size này, size 7 là 60 này, 60 và 50 nha. Đồng khoảng tầm 18 đến 20 bộ quần áo luôn nha. Khánh Chi ơi, nhà tớ là có size to, size nhỏ, không phải size một. Bạn ý, bạn khách kia bạn đang hỏi là con ba lô gấu này bạn nhá. Là 130.000 miếng ship nhá, khác với ba lô gấu to kia bạn Khánh Chi nhá. Ê, ba lô này là tặng một con gấu rồi, 170.000 bạn ơi, 170 miếng ship nha. 170 miếng ship bạn ạ. Đây nha. Ai hỏi túi du lịch đây ạ? Ai hỏi túi du lịch đây ạ? Ai hỏi túi du lịch đây ạ? 199.000 miếng ship. Xem khách hỏi cái gì nhắn tin dài dài thì ra lấy hàng cho chị cứ ngồi đây. Rồi túi trống nhỏ nhỏ hơn đây ạ. Túi trống nhỏ có nha. Túi trống nhỏ rẻ hơn 10.000, 189.000 miếng ship về tận nhà luôn. Đây ạ. Size nhỏ đây nha, size nhỏ đây, size nhỏ đây, size nhỏ đây, đường từ 12 đến 15 bộ quần áo nha. Tớ mua cho dai thì bỏ gấu được không? À mua bỏ gấu. Ôi ok bạn ơi, inbox cho mình địa chỉ và số điện thoại nha. Đây ạ. Rồi. Ba lô này ạ. Ba lô này 170.000 miếng ship. Vải dù luôn nhá, vải dù có móc khóa nhá, nhà em giặt thoải mái luôn, các bạn cứ cho vào máy giặt, giặt thoải mái luôn, không bao giờ nát, không bao giờ băng và sùi nhá. Đây là vải gió nhá, chống mưa nhá, hàng này là hàng Quảng Châu ạ, 170.000 miếng ship nhá. Khánh Chi cho mình số điện thoại Khánh Chi nhá. Khánh còn mặc cả tờ, bảo là con gấu nữa. Khéo quá Khánh Chi ạ. Rồi anh Ngọc một ba lô gấu, rồi anh Ngọc một ba lô gấu nhá. Có cho chị anh... Đây ạ, à. Ánh Ngọc và Khánh Chi lấy ba lô gấu trong số điện thoại nha. Mẫu này ạ, à. Luyện Nguyên. Luyện Nguyên ơi, mẫu đấy 189.000 em nha. Hàng này hàng gió bày, gió Quảng Châu nha. Cho xem chất luôn nha. Bên trong hoàn toàn lót bằng vải ạ. Bên trong hoàn toàn lót bằng vải nha. Lót bằng vải, ba lô to, to nhiều không ạ, à? To được nhiều không ạ à? Đây nha. Bằng vải toàn bộ chống mưa luôn nhá. Vải chống mưa luôn ạ, à, mềm nhá. Quai đeo tay cầm này, chốt rất là đẹp nhá. Đó.
Rồi tôi trúng nhỏ 189.000 nha, Lệnh Nguyễn nha, nhớ ship về tận nhà luôn đi ạ. Vải gió rất là đẹp và mịn luôn, rất là đẹp và mịn luôn, giặt máy giặt thoải mái luôn, không phải nghĩ luôn nha. Đây ạ. Mẫu này ạ. Mẫu ngôi sao cũng bằng tiền luôn nha. Mẫu ngôi sao cũng bằng tiền ạ. Hai mẫu này cùng cỡ cùng kiểu luôn nha, chỉ có mấy là màu đỏ và màu trắng thôi nhá. Đây ạ. Hai cái này đều là hàng Quảng Châu nhá, chỉ còn mẫu thứ này chỉ còn 2 chiếc. Ai lấy cho em số điện thoại nhá, khỏi chốt rồi là không có, khách sau không có được ạ. 170.000 miễn ship, 170 miễn ship nha. Sáng bom á, ta đi lấy được đâu mà sáng bom. À có mấy cái, chờ tí. Có nhá, không có mai nha. Mẫu này ạ, 170.000 miễn ship về tận nhà luôn. Vải gió Quảng Châu, nếu không phải có gió Quảng Châu hôm sau không mua hàng nữa nha. Đây ạ, 170.000 miễn ship, ai lấy cho em số điện thoại nào. Ai lấy cho em số điện thoại nào, 170, số điện thoại cách 170 nào. Số điện thoại cách 170 là để em biết nào. Đây có mấy sản phẩm sáng bom đây, 30.000, hàng theo 30.000, hàng in theo 30.000, hàng bom đây ạ, 30.000 cũng bom, 30.000 cũng bom đây ạ. Nào ai lấy cho em số điện thoại nào, 30, số điện thoại cách 30, số điện thoại cách 30, hàng bom đây, một số điện thoại cách 30 nè. 30.000 cũng bom. Số tài cách 130, số tài cách 130 nè. 30 tài cách 30, 30.000 quên, 30.000, 30.000 số tài cách 30.000. Hoa sơ xí lạ tên hay gì. Xin chào nha. 30.000, 30.000 số tài cách 30 nè, số tài cách 30. Số tài cách 30 nè. Số tài cách 30 nè. Rồi, Luyện Nguyễn lấy một cái túi 30.000. Nhớ 30.000 đấy, 30.000. Bất giờ mình nghĩ là 30 hết à? Hay không? Bây giờ 30 chết à? Cái nào bom thì mới bán 30 chứ. Nào Luyện Nguyễn có lấy thêm. Luyện Nguyễn có lấy thêm túi trống không để chót nè. Lấy túi trống không để chót nè. Nào, còn ai lấy mẫu này không ạ? À? Ai vừa hỏi ngôi sao nhỏ nhỏ đấy ạ? À? Ngôi sao nhỏ nhỏ vải dù này, vải dù Quảng Châu này. Vải dù Quảng Châu luôn này, chống mưa chống nước giặt thoải mái nào, dạ giặt thoải mái luôn ạ. À. 170 miễn ship nào. Đây, size nhỏ đây Luyện Nguyễn nha. Nếu mà lấy cho mình số điện thoại nha. Size nhỏ đây ạ. À. Sao cái này không cho cổ thành gỗ? Anh đang làm cổ thành gỗ. Gỗ nè, anh biết đắt mấy lần gỗ à? Chờ giữ em nghe này. Đắt hơn cả gỗ à? Trước anh định làm mặt mặt đá. Kính cường lực 7 ly của em nè. Chị đang ống bật lên như kìa. À bật gỗ, bật ấy á. Gỗ. Ui dồi ôi, mình cần gì có gỗ xịn, chả có gỗ xịn nên bạn nó mọt, nó đi cổ hết. Ý giống cho chú gì, gỗ gì. Đây, hàng bom đây, 99.000. Đầu dòng 99.000 cầm trước. Không có và bán lại bom à? Mày chơi à? Minh Châu ơi, 99.000 đầu dòng, 99.000 đầu dòng. Còn một chiếc nha. Ai cho số thoại nhanh thì chốt nha, còn không là không có đâu. 99.000. Rồi, ví cộp tay Nguyễn Nga ơi có nha, đầu dòng 99.000. Số thoại cách 99.000 nhanh lên nào. Số thoại cách 99.000. Nhanh lên cho em nào, nhanh lên nào. 99.000 nha. Ai cho số thoại nhanh thì 99.000 nào. Không là lại chuyển mẫu bây giờ nha. Nhanh lên nha, em không giữ nhiều đâu ạ. 99.000, số tại cách 99.000 ạ. Cho em xem Valentino màu đen. Rồi, số tại cách 99.000, ai lấy không ạ? Đầu dòng còn một chiếc nào. Chắc là nhìn trên mạng thì nó to luôn chứ bé bé. Đấy, tớ nói sai rồi mà. Có sai rồi mà. Vâng, Hoàng Mai đây, mẫu này 99.000 đây ạ. 99.000, 99.000 nha. 99.000. Tớ xem ruột ba lô gấu bạn ơi. Ba lô gấu ạ, à, ok, vải gió luôn nha. Đây nha, đây nha. Có ai lấy không ạ? À? Không lấy bắt đầu em chốt nào. Chống nhỏ có màu khác không? Có nha. Vải gió nha, em làm vải gió chống mưa luôn nha. Không phải bán hàng kém chất lượng đâu ạ. Vải gió chống mưa có ngăn phụ luôn nha.
Vải gió này, vải gió chống mưa luôn ạ. 170.000, 170 đi. Khách thì đang mặc thả bỏ gấu đi. 170 nào. Nú chống LV này có màu khác nha. LV có màu khác thì nhung đấy em mặc màu bông LV. Khánh Chi ok gửi tới nhé. Có màu khác nha. Đây là LV đây. À, mẫu này 9.000 còn 2 chiếc này. Một đầu dòng, hai lần đinh này. Nhớ nhá, không có hàng đâu, không là em để cất đi, mai lô hàng mới về em để bán cùng nha. 99.000. Đây Valentino đây, có 3 màu đây ạ. Có vàng, có đen, có vàng, có đen, có đỏ nha. Rồi, chị Khánh Chi cho số điện thoại. Đây nha, mẫu này Valentino này, bán với giá 99.000 xả hàng luôn nhá. Một chiếc à, có một vàng trước thì hai con tranh nhau, cứ trả để cho em vàng à, trả để cho em vàng à, cuối cùng bom tất cả hai chiếc vàng luôn. Đó, 99.000, siêu toàn cách 99.000, chào Phan Yến, 99.000 nha. Nào, mẫu này 99.000 ạ. Ngang và hỏi hình nhau cái vô người dỗ đâu. Nhanh lên, hàng bao không có nhiều đâu, tối nay hàng mới về là không có giá này đâu nha, em bán cùng với hàng mới nha. Nào, ai lấy cho em số điện thoại nào, ai lấy cho em số điện thoại nào. Có ai lấy không ạ? À? Ai lấy trên số điện thoại nào? Trong này có hai ngăn luôn nha. Vừa đeo vừa xách này, có hai ngăn luôn nha. Hai ngăn vải gió luôn nha. Vải gió luôn, hai ngăn có dây đeo, dây xách luôn nha. Hai ngăn luôn nè. Có xách to thuận thanh ơi, mẫu như thế nào ạ? Monte mới cho xem một lần trước. Mẫu này nha, 99.000, ai lấy cho em số toàn cách 99.000. Em like rồi em không like lại mẫu đâu nha, vì quá nhiều mẫu phải cho qua mẫu luôn nha. Đây 170.000 miễn ship. Mẫu này ạ, à, mẫu này là 170 miễn ship, 170 miễn ship nha, 170 miễn ship. Rồi ba lô mèo, có luôn ba lô mèo nha. Ba lô mèo đây, có màu đen màu đỏ nào. Ba lô mèo ạ, 130.000 miễn ship, chất dày dặn, đảm bảo chất luôn nha. Vải gió đẹp nha, vải gió đẹp luôn nha. 130 miễn ship. 130 miễn ship. Nhớ nha, hàng may 4 đường chỉ rất là đẹp luôn nha, da dày dặn nha. 130 miễn ship nha. Chị Thanh, Thuận Thanh ơi, em chả hiểu đâu ạ. Nào, có lấy mẫu này không ạ? Không hiểu đâu, Quỳnh Sắc ơi. Mẫu này ạ, mẫu này 170.000 miễn ship, có ai lấy không ạ? Ai hỏi mẫu này, quên chị Hiền Hiền quét đâu nhở? Cho em ba lô 170 đó là chị thích chống nữa ạ. Không thích chống nữa. Không thích chống nữa. Mà ba lô này ạ. À. Luyện Nguyễn lấy ba lô Monte này ạ. À. Chị ơi, chị lấy ba lô Monte đi, chị mà Luyện Nguyễn lấy một cái ba lô Monte. Cầm với một cái túi đen vừa nãy 30.000. Không lấy chống nữa. Nào, có ai lấy mẫu này không ạ? À? Có ai lấy mẫu này không ạ? Chị Hiền đâu ạ? À? Chị Hiền đang hỏi em đâu ạ? À? Chị Hiền đang hỏi em đâu ạ? À? Chị Hiền đang hỏi em đâu rồi nhỉ? Có ai không ạ? À? Thúy Nguyễn cho em cái màu đen ạ. À. Thúy Nguyễn lấy mẫu gì? Màu đen. À con mèo này ạ, Thúy Nguyễn cho số điện thoại nha. Lấy màu đen này trên số điện thoại nào. Số điện thoại nào. Màu đen lấy số điện thoại nào. Số điện thoại nào chị Hiền, Thúy Nguyễn ơi. Màu đen số điện thoại nào. Con mèo này 130.000 miễn ship này, nhìn chất da này. Chất ra rồi mua nhá, chứ không phải hàng rẻ tiền mà lại lúc mua về lại sợ nhá. 130 miễn ship, ba lô cũng được, đeo chéo cũng được nha. Rồi chị Thúy Nguyễn cho em số điện thoại nào. Chị Thúy Nguyễn cho em số điện thoại nha. 130 miễn ship nào. Chỉ trong ngày hôm nay thôi nha. Tối nay hàng mới về không có giá đây đâu ạ. Có cần mã không chị? Không cần đâu ạ. Chỉ còn chị nhớ mã là được, xong thì nhớ nhân viên em gọi là chị ok chị nhá, nhớ nghe máy hoặc inbox cho em địa chỉ số điện thoại luôn nhá. Nếu inbox được số điện thoại và địa chỉ luôn thì hàng đi luôn nhá. Ba lô da to chút đi bạn ơi, rồi có nha.
nhiều để đi học ạ? Mẫu này 130 chị Thúy Nguyễn cho em số điện thoại nào. Cho em số điện thoại chị Thúy Nguyễn nha. 130 miễn ship ạ. Thế cứ bán số này này ạ? Ui dì, chị bán ai bỏ cửa hàng kia bán được. Hà kia chưa có người bán này. 150.000 miễn ship, hàng da dày đảm bảo chất luôn nha. Đây ạ. Đây nha. Nhỏ Ngân ơi, 130.000 nhỏ Ngân nha. Du lịch bạn nhé. Hà Huế Hường. À, ba lô du lịch ạ. Mẫu size này chị ơi, 150.000 miễn ship, bao chất luôn nhá. Bao chất luôn ạ. Từ đường kim mũi chỉ luôn nhá. 130 miễn ship nè. À 150.000 miễn ship size to nè, size bé 130. Đây nha, 4 đường chỉ may nha. Trong vải gió đẹp luôn nha, có quay đeo quay sách nha. Chị ơi vẫn còn ba lô đó, chị lấy cho em số điện thoại nào. Monte vẫn còn chị nha. Monte vẫn còn, chị lấy cho em số điện thoại nha. Monte vẫn còn nha. Monte vẫn còn nha. Rồi chị Thúy Nguyễn. À chị ở Lãng Công, Tam Đa Lãng Công ạ. Rồi chị Thúy Nguyễn lấy một chiếc. Chị Thúy Nguyễn lấy một chiếc con mèo này. Thúy Nguyễn một con mèo đen này. Hàng tặng của em đâu rồi? Chị lúc nãy chị nói nhỏ Ngân được tặng. Nhỏ Ngân ơi, tớ có bảo bạn được tặng lúc nào đâu. Có phải bạn Bích Thủy, Bích gì mà được tặng mà. Tự nhiên bạn bây giờ con mình vào bạn bảo tớ tặng bạn lúc nào. Nào, mẫu này ạ. Mẫu này có ai lấy không ạ? Mẫu tên này có ai lấy không ạ? Chị Thúy, chị gì nhỉ? Chị gì vừa hiền ơi, chị lấy không có lấy không cho em số điện thoại nào. Size to 150 miễn ship nào. Size to 150 miễn ship nha. Con em gấu đây ạ. Con hai em gấu này. Hai em gấu này bán với giá 130.000 miễn ship. Con hai em gấu này ạ. 130 miễn ship, 130 miễn ship. 130 miễn ship là hai em gấu này ạ. 130, 130, 130, 130, 130. 130 miễn ship nào. Đây Nguyễn Hiền. 130 miễn ship nào. 130 miễn ship. 130 miễn ship nào, chất quá dày dặn luôn. Chất quá dày dặn luôn. Mẫu này ạ, 130.000 miễn ship nào. 130 miễn ship. Con mèo đen màu trắng đó. Không, cái này là Malofila. À mẫu này 160.000 còn một chiếc nha. 160 miễn ship. À nhầm, 160 không miễn ship thì còn một chiếc xả 160. Diệp Nguyễn rồi. Diệp Nguyễn chọn gì chọn luôn nhá, không là hàng của bạn đi là bạn phải chịu cước đấy. Nào. Rồi, Nguyễn Nguyễn ơi, cái mẫu đấy là 160.000 nhá. Có ai lấy mẫu này không ạ? 130 miễn ship, còn hai chiếc duy nhất ạ. Còn hai chiếc duy nhất. Chai neo đây. Chai neo da đỏ ạ. Chai neo da đỏ. 250.000. Còn hai chiếc, 250, còn hai chiếc, 250, còn hai chiếc nào. 250. 250, còn hai chiếc nào. Giờ lại ba lô em chụp ảnh ạ. Ok, Luyện Nguyễn. Đây, Monte đây. Một sản phẩm 30.000 và một sản là 170.000. Đây ạ. Chào Tảo Nguyễn, chào các bụi nha. Chị ơi, ba lô du lịch bao nhiêu chị? Ba lô du lịch to nhỏ đi ạ? Size to, size nhỏ ạ? Cái này cứ bán cái này, cứ bố chí như thế. Ngày bán đến 2 triệu cái.
cầm một chiếc 69.000 ba ngăn. Hàng bom đây ạ, 69.000 ba ngăn. 69 ba ngăn, 69 ba ngăn ạ. Hàng bom đây ạ. Phạm Phan. Ba lô chị đeo bao nhiêu đấy? Ba lô nào đây ạ? Ba lô gấu đấy ạ, 130.000 miễn ship. Có dây đeo luôn nhá, ba ngăn luôn nè. Quá đẹp luôn. Ba ngăn luôn. 69.000, số thoại cách 69, số thoại cách 69 ạ. Số thoại cách 69 cho em ạ. Số điện thoại cách 69, số thoại cách 69 ạ. Ai lấy mẫu này không ạ? Có một chiếc thôi nha, màu hồng duy nhất. Rất là đẹp luôn ạ, màu hồng duy nhất ạ. Số thoại cách 69 ạ. Quá đẹp luôn. Nào, ai comment nhanh nào, comment nhanh mới được nha anh em, chỉ có một chiếc thôi. Chỉ có một chiếc thôi nha. Phải lúc nào phải vào xả hàng bom ấy. Nó mới vào nhiều. Nào, số thoại cách 69.000 nào. Không lấy em chuyển mẫu nào. Si bụng tròn mắt chặt. Cái mẫu này bạn ơi, mẫu này 130 miễn ship, vừa ba lô vừa túi sách luôn nha. Màu trắng. Mắt trắng. Mẫu này, mẫu này. Cái này còn một chiếc sale là giá 28. Còn một chiếc sale là giá 28. Chị điêu chéo lên vai em. Đây nha, cái này vừa làm ba lô vừa làm điêu chéo luôn. Cái này đa năng luôn nha. Còn ai xem gì không ạ? Đây là đi tiếp theo ý kiến đây. Còn lúc nào mà xả thì phải tranh nhau không được đây. Đây đeo chéo nha, 130 miễn ship, vừa làm túi sách vừa làm ba lô luôn nhá. Chất rất là mềm luôn nhá. 130 số điện thoại cách 130 mini ơi. Lấy cho mình số điện thoại nào. Lấy cho mình số điện thoại 130 nhá. Số điện thoại cách 130 nào. Số điện thoại cách 130 nhá. Mẫu đinh này 130.000 miễn ship nào. Túi đồng rồng đang xả với giá 99.000 nhá. Còn một chiếc duy nhất. Lấy cho số điện thoại nào. Nguyễn Ngọc Nga lấy cho mình số điện thoại nào. 99.000. Đầu dòng còn một em. Còn một em đầu dòng nha. 99.000. Hai ngăn nha, có dây đeo nhá, hai ngăn có dây đeo luôn nhá. 99.000 số điện thoại cách 99 nào. Nhanh lên cho em nào. Nhanh lên cho em với ạ. Mimi ơi, có lấy cái này không? Đầu dòng này á, 250.000 nha. Đầu dòng này đang xả 250.000, giá gốc là 450. Hút xì vùng tròn là hút xì gì? Đấy thầy, bây giờ thầy. Bạn lấy mẫu này à, lấy cho mình số điện thoại nha. Mimi lấy cho mình số điện thoại nhá. Có phải Gucci này không? Nhìn cô quen quen. Quen thật không? Quen thật không? Người đâu mà bỏ quen. Túi công sở nha, em like cho túi công sở nha. Túi công sở da mềm nha. 3 chiếc 3 màu với giá 99.000 nha. 3 chiếc 3 màu ạ. Bích Huệ xem hai túi màu đen. Đây ạ, mẫu này nha, đang sale với giá 99.000. 3 chiếc 3 màu. Có màu đỏ, màu đen và vàng bò nha. 99.000 ạ. 99.000 ạ. Đang sale túi công sở 99.000 ạ. 99.000 ạ. Chất quá mềm và đẹp luôn. Đây ạ,
quá mềm mà đẹp luôn nha. 99.000 nè. Túi công xả 99.000 nha. Bạn nào inbox cho tớ nha, tớ chả hiểu đâu Mimi ạ. Chả biết loại nào là ba tử cả. Inbox cho tớ nha. Mẫu công xả này 99.000 nào. Rồi. Không có miễn ship đâu, 99.000 làm gì có miễn ship. Cái này á, các bạn mua ở đâu, hàng ra Quảng Châu này cũng có 150 luôn, làm gì có miễn ship ở bên này. Đầu dòng đây đang xả 250.000 nha. Còn một chiếc duy nhất 250. Còn một chiếc 250 nhá. Trong hoàn toàn lót bằng da luôn nha. Toàn bằng da luôn ạ. Toàn bộ bằng da luôn nha. Dây đeo đây ạ, 250 nha. 250 Nguyễn Ngọc Ngà nha. 250 ạ. Nét gì rồi? Miễn ship không chị? Không. Miễn ship này. Không biết cái hồ xì là ba tử. Chỗ cái này thôi. Món này có ai lấy không ạ? À? Nghe chồng này thì chắc chắn đấy. Cái này do mạng mình nè, không thấy ai trả lời được. Có 26 người nhé. Còn ai xem thì comment lên cho em nào. Hàng gì vậy? Hàng Quảng Châu. Tất nhiên là hàng Quảng Châu mới có giá là 450, giờ còn 250 chứ. Ngọc Anh hàng đi rồi sao? Ngọc Anh hàng đi rồi mà. Đi thì tập giấy gì đi. Góc một tiền trang Ngọc Anh. Hoặc là góc như kiểu vừa nãy ạ. Đây, đi đi nhắn đây. Alo Mickey nè. Mickey đi ạ. À. Mickey nha. 130.000 miễn ship. Chào Noel Đào, 130 miễn ship nha. Nói trực tiếp không bạn. Có ai hỏi gì em tắt like nha. Còn hai chiếc, một chiếc đi gì ạ? À đây. Màu 40.000 à? Màu này 40.000 à? Màu này 40.000 à? Màu này 40.000 à? Màu này 40.000 à? Màu đen cái này à? 280.000. Trống tròn ấy 280.000. Đây nha, 40.000 màu hồng nha. Bài gió đây ạ. Bài gió có dây đeo luôn nha, 40.000 ạ. 40.000. Ai đây xem số thoại nào. 40. Túi xanh đây, 320. Nay giảm còn 280. 320 còn 280 nha. Chị cầm 40.000 nha, tuyên phạt nha. Đây ạ. À. Màu xanh đi nha. Chị B. 280.000, 300 còn 280. Hàng Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu. Này đơn hàng nào mà cao lên 500, 4-500. Này bán năm nặt trước xong rồi sẽ. Hàng quay đầu còn 4-500. Đây ạ, à, tuyên phạm lấy cho mình sẵn sàng nhá. Mẫu này 280.000 có lấy không ạ? Nguyễn Nguyễn ơi, có lấy mẫu này không ạ? Con ai hỏi gì không ạ? Chống dù to đại để 199 miễn ship này. Chống dù to đại.
đâu hỏi đi nhở. Ngọc Anh Anh á. À Ngọc Anh Anh đi rồi. Rồi đi từ hôm qua đâu. Qua là kia lại hôm qua là đi lâu rồi. Đi từ hôm qua kia. Rồi. 199 miếng ship chấm to nào. 199 miếng ship chấm to nào. Anh Ngọc Anh. 199 miếng ship nào. Chống này à, chống cái 208 nha, hàng Quảng Châu 208, còn một chiếc xe 208, giá thật của nó 350 nha. Còn cái này à, cái này đang sale là 250 nha. Còn hai chiếc một màu vòng bồng màu đen nha, 250.000. 250.000, 250 nha. Minh Châu ơi, 40.000 không có màu khác đâu, còn mấy hai cái màu hồng thôi. Vâng. Một cái túi nhỏ, một cái điện thoại. Nhưng mà bạn phải lấy mẫu nào chứ, bạn bảo mẫu thì tôi cũng không biết bạn lấy mẫu nào cơ. Trà đỏ, nhà mình có còn không? Trà đỏ mà chết rồi, có cái còn nào. Ba lô đi học to nhỏ đi ạ. Một cái túi nhỏ và một cái vừa cái điện thoại. Ôi cái điện thoại chỉ có mỗi này thôi. Cái này có cả màu đen màu vàng bò 99.000 nè, yên là đẹp này. Có màu đen màu vàng bò nhá, màu đỏ nhá. Màu sáng á. Em chỉ có màu đỏ, màu đen, màu vàng bò thôi. Màu ở vấn đấy. Mỗi L này đủ màu luôn này. 4 cái 4 màu này, 99.000 này. 4 cái 99.000 này. 99.000 một chiếc nha. 99.000 một chiếc ạ. À. Túi là bao nhiêu tiền chị? À, túi đấy là 99.000 nhá, Trần ạ. Kim Na Trần. Ba lô đen mẫu trước ạ. Mẫu trước là mẫu nào bạn ơi, tôi không nhớ. Ai nhớ được mẫu trước là mẫu nào like liên tục thế, bạn phải bảo là nó có hình thức nào chứ. Tất nhiên là phải có mẫu trước mẫu sau. Xin chào ơi, mẫu trước mẫu nào đây ạ? Chào hàng triệu nhá. Chào Nguyễn Như Thu. Màu chị vừa đưa lên nhé chị. Ok. Mẫu này bạn ơi, 150.000 miễn ship. Hàng size to nhá. 150 miễn ship. 150 miễn ship. Vừa làm ba lô, làm túi sách luôn. Đây này, chất nhà tớ ra bóng đẹp này này. Đó, ra bóng đẹp chứ không phải hàng thô thô đâu nhá.
Một năm mới miễn ship nhá. Ba lô đen Mickey bao nhiêu đấy chị? 130 miễn ship nha. Còn cái size to 150 miễn ship nha. Cho Anna. Đây nha. Điểm Lan Tràn lấy một chiếc cho mình số điện thoại nhá. Điểm Lan Tràn lấy một chiếc cho mình số điện thoại nhá. Có 4 màu ạ. Có màu đen, màu vàng bò và vỏ đỗ, màu đỏ. 99.000. Mất thì quý ơi, Mickey 130.000 miễn ship nhá. Rồi xong chưa cho mình số điện thoại nhá. Cái gì đôi nam nữ ở đây dạ? Rồi sao chưa một phần đây nhìn có đôi nam nữ ở đây. Bà ấy ngã cây đến nơi ạ. Nhưng tỏ là vắng chồng hay xem những thứ linh tinh. Chị Liễu Lan chào nhân xuống tòa nha. Mò Mickey thì quý ơi, món này 130.000 miễn ship nha. 130 miễn ship ạ. Mô đinh đen nè, đinh đen to là quên mất. Đây trả bài cái nào ra, 150.000 miễn ship đinh đen nha. Đây nhìn em đinh không bong nha. Đinh không bong nha. Đinh không bong. Đinh không bong nha. Đinh không bong ạ. Quá đẹp luôn, đinh không bong nha. Rồi, điểm Lan Trần. Chị vừa muốn hỏi xem ba lô Mickey có thể sang em mèo xinh xắn này nhá. Dày dặn luôn ạ. Bóng dày đẹp luôn đây này. Đó. Chất thì em là cứ like cái này bán cái đấy luôn nhá. Không có cháo trước gì đâu. Nên là cứ bán like cái nào bán luôn cái đấy. Bóc luôn tại chặn luôn. 130.000 miễn ship nha. 130 miễn ship. 130 miễn ship. Một 30 miễn ship. Quá đẹp này, chất dày dặn chưa ạ? Cho xem tận nơi này. Đó. 130 miễn ship nha. Đấy, đi đi về đấy luôn. Về đây luôn á. Về lại xem mà đôi nam nữ ở dưới mưa. Có lấy gì chị không? Hôm nào lấy nhiều hàng thì lấy lên chứ nay còn chỉ mang hàng để shop ra thì công đây có hàng rẻ cuối có hàng mới đưa sang mới que to bạn chứ con chợ không lấy à có lấy rồi còn những chị biết cho em những cái cái que to ấy mà que to dây món này 99.000 ạ. Nào thì có lấy không thì về đây cái món dây da này bán ở cửa hàng đâu dây da đắt rồi có đắt đấy trăm xe mang cho xe. Món này 99.000, LV 99.000 nè. LV 99.000 nè. Được đây là 4 thoải mái nhá. Có đây xả mèo này giá 69.000 hàng Quảng Châu luôn nhá. Em mắc đầy đủ luôn ạ. Da rất là đẹp và mịn luôn nhá. Đẹp và mịn luôn nhá. 69.000 ạ. Món này 69.000. Bằng da luôn nha. 69.000 ạ. Có màu đỏ và màu trắng sữa nha. Đỏ và trắng sữa 69.000 nha. Ai lấy cho em số điện thoại nào. Qua lấy không ạ? Lấy cho em số điện thoại nào. 69.000 một chiếc. 69.000 một chiếc số điện thoại nào. Rồi cặp út bơ vơ một chiếc 99.000 LV cho chị.
đây mà giả ra dây 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 ra 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 cá sấu. Cá sấu em biết cá sấu của em đâu. Rồi Luyện Ngân em lấy mèo đỏ đi chị. Rồi nhá, một món chị Luyện Ngân là một mèo này, một con tê này, một túi 30.000 nhá. Cá chân ngắn. Ôi sợ dây ra. Có được miễn ship không chị? Không bạn ơi, 99.000 mẫu đấy làm gì có miễn ship. Đây là dây da nhà mình đang bán ở tại shop này. Đó, 150.000 dây da luôn. Miễn ship. Biên. Đốt không cháy. Dây da nhìn người ta là biết được mà mẫu là đẹp. Rồi, Luyện Nguyễn 69.000. Ơ? À, lấy con mèo kìa. Không phải lấy ba lô mèo đâu, lấy con mèo ấy. Chị lấy con mèo tí nữa kìa. Chị Luyện Nguyễn ạ. À. Ờ, mắt ạ. À. Mình. Quay lại tự nhiên con này. Đây thì em đang lấy dây lưng để bán ở cửa hàng. Quá thích không ạ? À? Hàng kangaroo. Hàng kangaroo đi ạ, 150.000. Có mấy lửa đốt thử luôn. 150. Có ai mua cho anh chồng ạ? Chào anh Tố nha. Mua dây lưng không? Bụng to mua dây lưng không? Ôi giời ơi. Quên nhầm nhầm. Kính rẻ mà. Cứ thử vớ cá xem bao nhiêu. Đi nữa. Đi nữa tí nữa em bốc cho em chụp đi nhá. Ui. Mới đấy, mẫu mới. Nhưng mà mẫu này tải lại. Tải lại chứ lưng bao giờ. Mai lại chứ lưng bao giờ. Đây rất đẹp đấy ạ. À có châu. Chào Quý Vương nha. Đang cho cái đi á. Hỏi cái ý kiến vợ đi đã. Mẫu này ạ. À. Mẫu này bán với giá 99.000. Còn hai chiếc một đỏ một đen nào. Ai lấy cho em nào. Size này size to nha. Size này size là size 25 nha. Size 25 đây ạ. À. 99.000 còn một đen một đỏ nè. Vừa đeo mano luôn, vừa đeo chéo luôn. 99.000 ạ. À. Lên 30 xem. 99.000 ạ. Có đen đỏ nha, đen đỏ nha, sẵn cho hết đi nào. Ai lấy cho em số toàn là số toàn cách 99.000 ạ. Số toàn cách 99.000 ạ. Nào, có ai lấy không ạ? Có đen và đỏ nha. Hai khóa này, hỏng khóa đầu có khóa kia này. Mấy bốn chỉ này trong lớp phải gió nhá. 99.000 có đen và đỏ số toàn cách 99.000 ạ. Ba lô. Ba lô đen size là 150.000 miễn ship nha. Ánh Ngọc Nguyên nhá. 150.000 miễn ship nha. Có ba lô bố họa tiết không ạ? À? Bố họa tiết là gì? Đâu bây giờ ấy à, lấy đâu mà khuôn thức vào đem gì? Đây, ra đây. Cái da đẹp thì kìa. Da đẹp đây. Ra đây chân cửa hàng đây. Mà lấy da mềm đây. Với da đẹp thì kìa. Hàng mềm đây. Hàng mà da cá sấu à. Hàng mềm đi đấy, hàng xuất khẩu đấy. Hàng này dùng yên tâm luôn. Yên không phải yên, yên nó tâm. Trong hai đấy, cường này lấy 20 rơi. Còn một bó này đây. Rồi. Để có lấy không? Nặng lại. Đi mà vật đi mà. Mình xem ba lô đi. Ô thì bảo bà mang cái dây kia cơ mà. Cá sấu thì. Ô tự nhiên bề bà giá bà chẳng bây giờ đấy. Lấy không, rồi bắt đầu đi nha. Lấy mấy cái để cửa hàng dây mềm mà. Đoạn hết ở trong bàn để nào. Gì? Ba lô này 150.000 miễn ship. Có màu đen và màu đỏ nha. Vừa mới bỏ ra vừa nãy quên không like. 150 miễn ship bao chất luôn. Đinh đinh không bong nhá. Đinh nhà em là đinh không bong nhá. Nhìn kỹ này, đinh không bong này. Bao ship luôn, bao ship luôn nha. Đinh không bong luôn nha. Anh Ngọc Nguyên nhá. Vừa làm ba lô còn túi sách vừa đeo chéo được luôn nhá. Cầm tay cũng được nha. 150 miễn ship, 150 miễn ship nha, 150 miễn ship, 150 miễn ship nha. Quá đẹp luôn ạ, 150. Lấy cho mình sớm vào nha.
99.000 nha. 99.000 có cả một dây đeo xe thủ, cả một dây đeo da nhá. 99.000 có đen có đỏ nhá, có màu hồng ạ. Có ba màu nhá, đen đỏ hồng nhá, ba màu. 99.000 nào, còn có mỗi thứ còn một chiếc nào. Mỗi thứ còn một chiếc nha. Đấy, đấy là chụp cái dây da. Đó ạ, da xong lấy ra. Da xong mềm quá không lấy đâu. Bạn lấy nữa. Còn một chiếc duy nhất nào. Lại hủy cái mắt. Ok. Túi xanh lấy 280 nha con ạ. Anh hỏi ý kiến vợ xem. Còn một chiếc duy nhất này. 1 miếng ship. Chào gì cũng được nha. 140 miếng ship nha. Còn một chiếc, còn một chiếc, còn một chiếc, còn một chiếc. 140 miếng ship. Đường đường kim cũng chỉ may rất cẩn thận và đẹp luôn nha. 140 miếng ship nè. 140 miếng ship nha. Trong lớp phải gió đây ạ. Có một ngăn tụ này, có khóa này, may rất cẩn thận luôn này. 140 miếng ship. Ai lấy cho em số điện thoại cách mã chuông hồng. Mã chuông hồng. Mai Trang ơi, gấu nào đây ạ? Gấu to, gấu nhỏ, mình biết rồi chứ. Nhà tôi toàn gấu không ạ? Toàn gấu ơi. Phải gấu rừng với gấu nhà. Gấu to hay gấu nhỏ? Mai Trang ơi, gấu nào đây ạ? Còn một chiếc da Quảng Châu. Đinh Quảng Châu. Đinh Quảng Châu. 150.000 miếng ship. Đinh Quảng Châu còn một chiếc duy nhất. Vải dù nha, vải dù nha. Da vải dù nha, 150 miếng ship. Nha. Đấy, 280. Gấu nhỏ 130.000 miếng ship Mai Trang ạ. Mẫu này nha, 280. Còn một chiếc duy nhất. Vải gió luôn nha. Thích nới ngăn thì bật kim cúc này ra nha. Không, cái này 500 tự hút nha. Đó, tự hút luôn. 280 nha, còn một chiếc. Còn gấu nhỏ là 130.000 miếng ship nha. Gấu này. Gấu trắng, gấu đen. Cho. Cái này không lấy nè. Không cho cái này vào đây ạ. Ngăn nhèo nhèo như cho bò này. Một cái. Một cái gì? Một cái này. Cái này cứng một tòng này. Cứng một tòng một sạch. Lấy cái sạch thì còn đâu ạ. Đấy, chỉ còn đây. Gấu lớn à. Gấu lớn em. 170 miếng ship chị Giang Ngọc à. Đây, 10 cái đây. Gấu lớn đấy ạ. Da dày dặn luôn nhá. Da dày bóng luôn nhá. Bán cái nào thì like cái đấy. Like cái nào thì bán cái đấy nhá. May 4 đồng chỉ này. Có hai cái khóa này học con đọc có khóa kia này. 170.000 chị ạ. Chị Giáo Ngọc nhá. 170. Phải dù nhá. Phải gió dù chống mưa. Có cả con gấu nữa. Tặng con gấu nữa. 170 miếng ship nhá. Chị Giáo Ngọc nói cho em số điện thoại nhá. Chị Mai Trang nói cho em số điện thoại nhá. Cái ba lô đinh đen size bao nhiêu? Size đấy là size 20. Size 20 nha. 150.000 miếng ship. Tiền nguyên bao nhiêu tiền vậy? Cái gì bao nhiêu tiền ạ? Vậy biết mẫu nào mới làm biết bao nhiêu tiền chứ. Mẫu này 130 miếng ship còn một chiếc này. Ba lô đỏ ạ. Còn một chiếc này, hàng Quảng Châu này, 150.000 ạ. Tem mác đầy đủ luôn, vải da, bóng, gió, da dù luôn. 150. Ghi sổ đi, xong rồi mà về. Ngồi bên đấy, ai lấy gì nữa, mà vứt hai cái gì nữa chẳng chưa vào đấy. Chị có mẫu đây. Chả lấy mẫu đấy.
150.000 còn một chiếc đinh không bao nhá. Cho xem ra tận nơi này. Đinh đinh không bao nhá. Đây con này đây chị được tốt rồi. Này đây một bên. Trên chợ đài. Không. Con này mà 4 phân. Bao nhiêu? 4 phân 136. Sao thế? Ừ, que 36 mà. À cứ để đấy. Đây còn những kim to đây. Hàng ngày 20.000 này. Hàng thành ní đấy, mắt nhìn đi, hàng xịn nì đấy. Xịn con kỹ. Chả bán cho thì để giá. Có mỗi bó là chả có nhiều. Đầu. Đây là gì thì lấy. Luận Nguyễn. Có bán ví không em á? Ví nam ví nữ đi ạ. Không có ba lô góc này dài đâu. Chỉ có ba lô kiểu dạng này thôi. Nào, có ai lấy mẫu này không ạ? 150 này, hàng Quảng Châu nè. Đây là hàng Quảng Châu nhá, còn có một chiếc, mỗi thứ còn có một chiếc, một đỏ, một xanh cố và một xanh lá cây thôi. 150.000 miếng, à không phải miếng ship đâu. Đây là hàng Quảng Châu quên mất. Vải gió này có đinh này, à vải gió có ngăn phụ này. Vải gió có một ngăn phụ này. Rồi chị Doãn Ngọc lấy một cái. Chị cho địa chỉ. Cái đó giữa ba cái đó. Nhỏ bao nhiêu? 130 dâu tây ơi. Rồi cấu lớn cho em một tí nhá. Có bốp đi học không á? Như thế nào chị nhỏ? Ví nữ à? Có ví nữ luôn cho em tí. Ba lô gấu đây này. Đây nhá, ba lô gấu đây ạ. 4 nước chỉ may này. Tặng một móc treo này. Ghi một số à? Giấy à? Ừ đây. Đâu ở đây? Đây. Cứ đứng ở đây. Ta giấy nha. Một ngăn chính, một ngăn phụ nhá. Vải gió nhá. Nhé vải gió đây ạ. Túi đấy 250.000 nha. Thảo tường nhá. 250 ạ. Đây ví nữ này. LV đây ạ. LV nhà em ấy nhá, LV đây ạ. Còn hai chiếc để cho giá xíu nghìn là 69.000 nhá. Còn hai chiếc duy nhất giá 69.000 ạ. Cho lên Việt Trinh 69.000 nhá. Mẫu này 69.000 ạ. 69.000 nhá. Chào Trang Hiếp, chào Lê Việt Trinh. Mẫu này 170 miếng ship nha. Còn màu đen màu đỏ. $250.000, còn một chiếc sale 250.000. Giá gốc là 450.000 ạ. Còn ra toàn bộ luôn nhé. Lên hết rồi dâu Phạm ơi. Hết lên rồi ạ. Hết lên rồi nha. Túi đấy 250.000 đang sale. Còn 250.000 giá gốc 450.000 nha. Tuyết Trần Nguyệt. Tuyết Nguyệt Trần Nguyệt nha. Thảo tưởng ship ạ. Ship là tầm 30.000 bạn ơi. Ship 30.000 bạn ạ. Ship 30.000. Gấu lớn 170.000 ạ. Có voi xích. Voi xích thì tới 370 cơ.
Ba xích 370 nha. Alo. Dạ. À chú ra xem nào, cháu chả biết đâu, nó có quay được đồ ấy. Lắc lắc nó cửa. Vâng. Vâng. Đây, bo xếp nhà tớ là 370.000 nhá. Bo xếp nhà tớ là hàng 2 mặt đá, 10 hàng 1 mặt đá này. Hơn 700 dễ nhá. Logo Chanel nhá. Logo Chanel dập chìm luôn nhá. Trong lớp da đỏ và phun nhũ nhá. Da đỏ và phun nhũ 370 nhá. 370 nhá. Lấy cho mình số điện thoại nhá. Rồi, chị Liên Huân lấy thêm một mí nhá. Đâu, không xong hả? Bao nhiêu giây? Ai lấy nữ? Nữ kìa. Ừ, cô lấy hả? Ui, chỉ biết có bán được không? Đẹp mà. Cái này lấy xong không bán được. Cái này tận 36 rồi. Ăn lợ. Cái chẳng đạo thì làm gì? Ăn à? Ừ. Thầy sẽ xấy kính. Như em dùng cái rau gì đấy? Chắc biết ăn được không? À, ăn không? Ôi, bà trồng rau cái chuyện không hiểu sao cái chỗ đất đấy tốt thế chị đi. Trồng rau nào có một rau đấy ăn có hết rồi. Nhưng mà nó là rau gì? Chị hỏi là rau gì? Cái đảo mỡ ngấm mỡ phết đấy. Ủa chị quên hai củ chú hào chỗ nguyên. Lấy rau của em mà ăn. Ok mình lấy cái. Vâng ạ. Lấy mà ăn. Rau tốt quá xong nó nổi hết ngòm lên kìa. Quan ạ. Không. Rau vẫn còn. Như chị đang ở khu đường mai ra mua củ chú hào mình được. Rồi làm bánh canh em mà. Ba hạt em. Chị Doan Ngọc trên xuống thoại nha. Đây ạ. Doanh Ngọc sẽ lấy số điện thoại nha. Chị Doanh Ngọc ơi lấy cho em số điện thoại nha. Em lấy nha. Thập Tưởng ơi cho số điện thoại nha. Thập Tưởng ơi cho em số điện thoại nha. Cho số điện thoại chỉ để cho hàng đi luôn nha. Cho rồi đó. Vâng ạ, chị Giang Ngọc cho rồi ạ. Rồi ạ, cảm ơn chị nhá. Rồi chị Thảo Tưởng cho số điện thoại nhá. À con ai xem mẫu gì nữa không ạ? Con ai xem mẫu gì nữa không ạ? Mẫu này à, còn một chiếc 80.000 ạ. Rồi chị Thảo Tưởng cho xuống thoại thì trống không chị? Có túi trống thì Linh ơi. Túi trống kiểu đựng quần áo to như size trên kia hay là túi trống kiểu dạng như thế này 80.000 còn một chiếc. 80.000 còn một chiếc này. Đây. 80.000 còn một chiếc nhá, màu ghi ạ. 80.000 một chiếc. Túi trống đựng đồ ấy, túi trống gì kìa đừng. Đây túi trống đây. Đây túi trống ấy nha. À, túi đựng mỹ phẩm Doãn Ngọc ơi, nhà em chỉ có cốp thôi. Cốp đựng trang điểm thôi chị ạ. Doãn Ngọc ạ, nhà em chỉ có cốp đựng trang điểm thôi. Đây nha, size nhỏ của nó là 189.000 miễn ship. Size to của nó là 199.000 miễn ship nhé. Bình Phúc ba lô nhỏ rồi túi chống nhỏ đây nhỏ đây size nhỏ đến 189 miễn ship nha. 189 miễn ship ạ. Có đế nhá, trong lớp phải dù ạ. Có đế trong lớp phải dù nhá. 189 miễn ship nha. 189 miễn ship ạ. Có mít ưa rồi, có Valentino đây, có ba màu luôn, đen đỏ và vàng nhá. Còn 3 chiếc báo giá 99.000 nhá. Mít ướt nhá, lấy màu nào cho mình số điện thoại nhá.
99.000 đá không bao, mình tán luôn ạ. 99.000 nha. À, Doan Ngọc ơi, chị lấy cái đấy thì cho em số điện thoại nhá. À cho inbox nhá. Vì là nó trên cốt kia không lấy được. Lấy để inbox em chụp cho nhá. Inbox em chụp cho ạ. Cửa hàng ở Lập Thạch Vĩnh Phúc nhá, chị Thu Nguyệt nhá. Thu Nguyên nhá. Đây ạ. Mẫu này ạ. 99.000 có 3 màu nhá. Có màu vàng, màu đỏ nhá. Tinh không bao nhá, trong có dây đeo và có cả dây có cả dây đeo luôn nhá. Có cả dây đeo luôn ạ. Hai ngăn nhá. Dây đeo và hai ngăn ạ. Cho mình xem lại cái túi to á. Thu Nguyên ơi, cái gì túi to nhỉ? Cái gì túi to đây ạ? Size 20. Màu đen sắt, màu vàng chị ơi. Thu Linh cái gì nhỉ? Màu đen sắt, màu vàng là cái gì nhỉ? Không hiểu bạn ơi. Màu đen sắt, màu vàng chị ơi là cái gì nhỉ? Mẫu đang đeo ý. À, rồi ok, hiểu rồi. Các bác không biết tắt quá là dài dệt, không hiểu nổi đâu. Không biết tắt quá là không hiểu đâu ạ. Size này đây ạ. Size này là được tha hồ được tầm 18-20 bộ quần áo nhá. Hàng hai khóa nhá, hảo khóa nọ có khóa kia nhá. Hàng hai khóa, hảo khóa nọ có khóa kia này. Đó. Bên cạnh này may tận sườn này. Dưới này có đáy nhá. Đóng chốt nhá, trong này lớp phải gió, có một ngăn phụ ở trong nhá. Lót vải gió đây ạ. Lót vải gió nha. Vải gió chứ không phải vải nỉ rẻ đâu ạ. Sắt màu vàng. Nhưng mà Thùy Linh ơi, không biết cái gì sắt màu vàng cơ. Cái gì sắt màu vàng. Mỗi này 199.000 miễn ship nhá. Chị Thùy Nguyên nhá. 199 miễn ship chị ạ. 199.000 miễn ship nhá. 199 miễn ship ạ. Có chắc chắn không bạn? Tất nhiên là chắc chắn rồi, tôi sẽ xem kỹ rồi mà. Rồi. Hàng 4 đường chỉ mà. 4 đường chỉ, hai cái khóa, hầu có nào có khóa kia bù trừ. May này là để có một cái dây dài để cho đỡ nặng này. Có đế nhá. Đế đấy ạ. Đó. Trong lớp vải gió có một ngăn phụ ở trong nhá. 199 miễn ship chị Thúy Nguyễn ạ. 199.000 miễn ship nhá. Số điện thoại cách 199 cho em nhá. Con ai hỏi gì nữa không ạ? Con ai hỏi gì em nữa không ạ? Con ai hỏi em gì không ạ? Chị 9 kỳ flip ship không chị? Cái gì chị 9.000 nhỉ? Một flip ship rồi nhỉ? Không biết đưa rồi. Chị 9.000 là một flip ship nữa thì chịu rồi nha. Rồi cảm ơn chị Thúy Nguyễn nhá. Chị ơi có hai màu lựa chọn hả chị ạ? Ô sao có một màu thêm nè. Mặt sữa màu xỉa. Dơ quá. Mạ lâu nhỏ rồi ạ. À. À chị Thùy Nguyên nhá. Mẫu này có hai màu lựa chọn cho chị nhá. Có hai màu lựa chọn cho chị ạ. Đây là có chữ này. Đây là kẻ vuông nhá. Ở đây thì nó không có 99.000 miễn ship được cái đưa rồi. Túi công sở có xoay. 250.000 nhá TT nhá. Có túi công sở có xoay không? Có nhá. À, cốp nhà em toàn 350 đến 400 thôi trở lên. Vì là cốp nhà em có mật khẩu khóa luôn nha. Kẻ không nhé. Ok ạ. Đây kẻ nhá chị nhá. Đây mẫu kẻ đây ạ. Cái cốp đấy chị
inbox cho em tí nữa em chụp cho chị dẫn Ngọc nhá, vì là nó ở trên đấy không trèo được lên. Rồi Nguyễn tới có Vi cầm tay nhá. Đỏ đen và vàng bò nhá. Mẫu LV này nhà em bán với giá 99.000 nguyên tới nhá. 99.000 ạ. Quên đây không ta ví đây ạ. 99.000 này. Đen đỏ này. Đen đỏ và vàng bò nhá. Mẫu này 99.000 ạ. 99.000 nhá. Mua xì hàng đẹp này. Hàng đẹp luôn nhá, hàng Quảng Châu, đảm bảo luôn hàng Quảng Châu nhá anh em, đảm bảo là hàng Quảng Châu đi ạ. Cũng 99.000 nhá nguyên tới nhá. Có cả một dây đeo tay này. Không, có bốn màu nhá. Đen, vàng bò, đỏ và thêm một màu nu nhá. Màu nu ạ. Với giá là 99.000 nhá. Bao chất luôn nhá. Nhìn bao chất luôn đi ạ. À, từ nhà em cốp bé nhất là 350 trở lên chị ạ. 350, 450 và 500 chị ơi. Cốp bé nhất là. Còn nếu mà là cốp bằng hộp ấy, đây là cốc sắt nhé, cốc sắt có mật khẩu, còn cốc hộp của nó chỉ có 200 thôi. Rồi xem bên trong nhá, chị Giang Ngọc nhá. Còn có cái cốc hộp bình thường của nó rẻ mà, có màu nâu nâu ấy, nâu nâu này, nhưng bán 200 thôi chị ạ. Đây nhá, có cả dây đeo này, có nhiều ngăn này, có cả ngăn khóa nhá, rất là nhiều ngăn luôn, rất nhiều ngăn luôn nhá. 99.000 bao chất luôn nhá. Mới tới ơi, ship 30.000 ạ. Nếu mà mua nhiều sản phẩm của bạn thì ship hết 40.000 ạ. Mua 3 sản phẩm lên ship hết 30.000 nha. Mua 3 sản phẩm trở lên ship hết 20.000. Nếu mà lấy những đơn hàng lớn ạ. Đây Nguyên Minh Thắng nha. Ba chất luôn đi ạ. Lấy cho em số điện thoại nhá. Lấy cho em số điện thoại nha. Gucci và LV nhá. Cái này có 4 màu này, vàng bò, vàng bò, vỏ đỗ, đỏ và đen nhá. Còn LV nó có 3 màu nhá, đỏ đen và vàng bò nhá. Lấy cho em số điện thoại nhá, cùng mã nhá. Số điện thoại cùng mã nhá. Em nghỉ like nhá. Có đấy hỏi gì không à, để em nghỉ like ạ. Có đấy hỏi gì nữa không ạ? Có đấy hỏi gì nữa không ạ? Có đấy hỏi gì nữa không ạ? Có ai hỏi gì không để em tắt like ạ. Chào mọi người nhá, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhá. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhá. Có gì cần inbox thì inbox cho em nhá. Tí chụp cho cái 200k mình xem với. Vâng chị Giang Ngọc nhá, chụp luôn cho chị ạ. Chào mọi người nhá, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ ạ. Minh Thắng. Rồi, Minh Thắng chốt cho chị một con đỏ. Màu đỏ có gì em thuộc màu đỏ là V ạ. À, Trang Đặng 99.000 ạ. Bao chất luôn ạ. Chào Ngọc Vi. Rồi anh Minh Thắng, Minh Thắng lên một chiếc này. Bao nhiêu một bóp? Trang Đặng ơi 99.000. Hàng Quảng Châu luôn. Đảm bảo chất luôn ạ. Chất đảm bảo luôn nhá. Đó 99.000 nhá. Rồi ạ, Minh Thắng. Số điện thoại rồi nhỉ. Rồi nhá. Còn ai cần gì thì inbox cho em, địa chỉ và số điện thoại nhá. Thì hàng đi ngay nhá. Hoặc là anh vui lòng nghe điện thoại giúp em nhá. Em chốt hàng để đi luôn nhá. Đây ạ. Rồi em chào mọi người nhá. Trang Đặng ơi, có lấy không ạ? Trang Đặng có lấy không ạ? Chị đang cầm đó. Rồi ạ, cảm ơn anh Minh Thắng nhá. Chào mọi người nhá.